Sang qua Tô Châu nên người ta đem thuyền trả lại cho người ta nè. Cảm ơn người ta đã giúp thuyền. Thôi về đi. Người ta đuổi người ta ra sao? Không có đuổi mà cũng không có cầm người ta ở lại nữa. Tôi sao nghe chưa tôi bằng người ta? Giữ người ta kia xin người ta trước cho nên người ta lại xin lại cho nó què. Người ta là em đấy em à. Bè đất ơi, hôm nay chắc chưa tôi bằng em phải không? Em chị Phương Thành ơi. Trời ơi.
có gì mà kỳ cục vậy? Ai cũng nhớ ai đã làm lễ hỏi rồi sao? Nhớ, nhưng mà ai này sợ tiếng đời dị nghị, dị nghị sợ gì? Nên không muốn ai kia ở đây lâu. Trong thời gian chưa tươi, mình đừng có gặp nhau nhiều người không có tốt. Và ai này không có muốn ai kia gọi bằng em mà nha. Vậy thì thôi, người ta về. Mà buồn chưa thấy tiền của ai rồi, mình vội lo chết để sang ngày. Lấy cớ trả tiền để mà gặp mặt, vậy mà vừa gặp mặt thì vội xua đuổi người ta, tức ghê vậy đó. Thôi người ta về biết vậy đó, thà để cho nó trôi luôn. Bộ người ta sợ tiếng đời gì nghị, hay là giận hờn rồi bỏ đi luôn á? Không dám giận đâu. Tại người ta sợ tiếng đời dị nghị chứ bộ à. Thôi, sợ tiếng đời dị nghị, để chừng nào mà làm đám cưới mới gặp luôn cũng được. Chị Phương Thành ơi. Ơi, lại đây đi. Bộ gây lộn rồi hả? Không có gây lộn. Chị ra đứng đây chị làm chứng cho em. Mà làm chứng cái chuyện gì? Làm chứng cho em, để cho em với Đức Phu Quân em tâm sự. Trời ơi, em học cô đó ở đâu mà dám kêu em Tô Châu bằng Đức Phu Quân? Hôm bữa đi coi hát bội không nhớ sao? Em nghe có ba tiếng đó, để em nói cho chị với ai kia nghe nha. Lúc mà ông tướng sắp ra trận đó, cái bà vợ trong buồng bước ra mới nói: bữa nay Đức Phu Quân nghi. Trời ơi, đó là vợ chồng đã cưới rồi, người ta mới dám kêu chồng là Đức Phu Quân chứ. Vậy thì em kêu chồng chưa cưới của em bằng đức ai kia được không? Không được, hai đàn cứ mãi hơi hoài à. Nè, lại đây. Anh Tô Châu, anh cứ gọi Xuân Tử bằng em, còn Xuân Tử cứ gọi anh Tô Châu bằng anh, chỉ đó, kêu đi. Thôi, em mắc cỡ miệng quá hà. Thôi, anh cũng mắc cỡ miệng quá hà. Tôi cũng mắc cỡ quá hà. Kêu đại đi, anh ơi. Anh ơi! Trời ơi! Là không cái gì mà la lớn như vậy? Kêu chị mới nghe. Em phải nói bằng cái giọng nhẹ nhàng, dịu dàng, mỉm ái. Em phải nói vậy nè. Anh ơi, gì đó? Trời gì vậy? Trời làm gì miệng trần voi thì đứng đó. Thôi đi. Anh ơi. Em ơi. Anh hỡi anh ơi. Anh có thấy sao xuyên trong lòng khi đưa nhìn qua mảnh lưới vân vân, anh thấy không biến rợn màu xanh tiệp với sắc mây trời, luôn tiệp với sắc cây rừng trên đỉnh núi Tô Châu. Em thích màu xanh làm mát chiều cõi lòng, vậy áo cưới sau này em sẽ chọn màu xanh. Em chọn màu xanh để nhớ màu biển quê hương đã nuôi sông dân mình. Em xứng đáng là cô gái đất Hà Tiên, một cô gái thuần lương nhưng lại có tâm hồn biết thưởng thức cảnh đẹp quê nhà. Với tâm hồn nghệ sĩ, trong những đêm năm nằm bãi đợi lúc đồi mồi lên, anh mới thấy Hà Tiên đẹp tuyệt vời giữa sông nước thiên nhiên. Anh Tô Châu ơi. Gì vậy em? Nè, anh ấy đứng dựa vào mũi lưới, nhìn xuống mặt biển đi ngắm kỹ. Hình ảnh của em nè, đôi mắt của anh xanh tợ như màu nước biển. Nè, em cũng thấy anh trong nước biển này nè. Em thấy nè, tóc của em xanh như là màu mắt của anh vậy đó. Anh xin tự. Anh Tô Châu. Trời ơi, bước mặt em trơn nè. Bước mặt anh lui nè. Bỗng nhiên gương nước dở tan vì trái rụng. Sao em sợ? Em đừng sợ. Trái nước đụng xuống sẽ ghim vào dải đất bãi phù sa, đất màu mỡ và nước mặn mòi sẽ làm cho trái thành cây. Tình của đấu tá cũng thế, em cứ vững tin, xưng tự
ngày mai áo cưới cô dâu là màu nước biển chính màu. Anh Tư Châu. Xuân Tự. À Xuân Tự ơi, anh nói em nghe nha, còn đúng một năm nữa là ngày đám cưới tụi mình. Sao mà trong bụng của anh nôn quá à? Anh mong hen, anh mong sao cho tới ngày đó hen, mong tới ngày đám cưới xong hen, cái anh mong tới 9 tháng 10 ngày hen, cái anh chèo ghe gì nè, cái anh đi rước mụ. Gì vậy? Thì em sanh cho anh đứa con để nối dõi tông đường. Ừ, em cũng mong sau này em sẽ sanh cho anh một đứa con trai để nối dõi tông đường. Ừ. Anh Tô Châu ơi. Gì em? Em còn mong từ đây cho tới ngày đám cưới của hai ta, trời Phật xót thương, bỗng dưng đôi mắt của mẹ em sáng lại để nhìn thấy hạnh phúc của hai ta. Anh cũng vậy nữa. Và bây giờ nè, anh và em quỳ xuống đây nha, để cầu nguyện cho mẹ em và cho cả cha em nữa. Quỳ đây, quỳ đây. Mỗi năm mỗi thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Cầu mong trời xót thương thân mẹ đưa muôn đời vui sống mãi bên con. Lòng con luôn nhớ, nhớ mãi không quên từng tiếng ru êm đềm ngày xưa vẫn thường bên con. Trời cao xin chứng cho đôi lòng, nguyện thề luôn son sắt bên nhau, tình duyên đôi lứa sẽ mãi bên nhau, thề thủy chung muôn đời ngàn năm vẫn nguyện bên nhau, thề thủy chung muôn đời ngàn năm vẫn nguyện bên nhau, thề thủy chung muôn đời ngàn năm vẫn nguyện bên nhau. Xuân Tự. Mẹ. Tô Châu. Dạ. Nãy giờ mẹ đứng ở bên con cửa, mẹ đã nghe được những lời Thiếu Thảo của hai con cầu nguyện. Mẹ rất xúc động trước lòng Thiếu Thảo của hai con. Ôi đôi mắt của mẹ. Mẹ, xin mẹ nhận một lại của đứa con mờ. Dạ, con thành kính cầu trời ban phúc lành cho mắt mẹ sáng trước ngày đám cưới của hai con. Mẹ ơi, lúc đó là mẹ sẽ nhìn thấy áo cưới màu xanh nước biển của con. Mẹ sẽ nở nụ cười trong giấc ngủ. Màu xanh nước biển hả con? Dạ. Xuân Tử, hãy múc cho mẹ chén nước mưa đi con. Dạ. Màu xanh nước biển chứa chan hương vị biển hà tiên và biển. Đẹp lắm, đẹp lắm con. Nè mẹ, đưa đây cho mẹ. Nước mưa này mẹ hưng giữa trời, trời của xứ Hà Tiên. Hai con, yeah. Hai con thấy chẳng những tình của quê, lòng mẹ chưa chan trong lòng Hà Tiên nồng đậm. Ngày chưa mù mẹ hay nhìn nước chưa soi mặt, bóng mẹ lung linh trong nước giang chưa thâm tình chồng con với gia đình. Những chiều về mẹ lặng ngắm giữa khơi xa, mong đợi cánh bờm xưa cha từ xa về dây tay mừng tôm cá đầy ngập khoang thuyền. Tuyệt vời thay hạnh phúc gia đình, nay cha con đã quy tiên tới hạt, mẹ đã mù không thấy cánh buồn xưa. Mẹ à, mẹ không thấy màu nước biển, nhưng mà mẹ còn nếm được vị nước ngọt mát của nước trời mưa. Vị nước ngọt mát tình cũng thế, tình trong lòng của đôi trẻ cùng quê. Nước quê hương đứng giữa thiên thề, tiếng chuông ngân rung rinh mặt nước khi đôi lòng hòa cảm xúc ban đầu. Ngày mai áo cưới cô
đầu uống cả nước giao thề. Uống đi các con. Dạ uống rồi mẹ. Uống trong lúc chuông chùa còn đổ, hai con sẽ nhớ mãi lời thề. Dạ chào chị Xui. Ủa anh Xui mới qua đó hả? Dạ chưa mới qua. Dạ. Chị Xui ơi. Dạ. Chị cho hai đứa nó uống rượu thề mà chị không cho tôi hay. Chị giấu tôi hả chị Xui? Đâu có phải rượu anh. Chứ gì chị? Đây là nước mưa. Nước mưa. Đây là chén nước mưa vị ngọt cân tình. Yeah. Tôi cho tụi nó uống để nhớ nhau đời đời kiếp kiếp đó mà. Uống nước mưa để nhớ nhau đời đời kiếp kiếp. Trời ơi hay quá. Nhưng mà tôi đâu có ý giấu anh. Vậy sao chị? Anh biết không? Dạ. Yeah. Cái ngày ông nhà tôi ông còn sống, anh với ông đã hứa với nhau những gì, anh có còn nhớ không anh? Thôi thôi chị Xuân, cái bệnh của chị nó kỳ lắm. Thấy buồn quá chị xỉu, mà vui quá chị cũng xỉu. Bởi vậy tốt hơn hết chị đừng vui mà cũng đừng buồn. Còn chị hỏi tôi có nhớ chuyện hồi xưa, tôi nói chuyện với chị là cô nhớ như in vậy đó chị Xuân. Sao đâu, anh hồi, nói tôi nghe coi. Hồi anh còn sống, đây là tôi với anh thường ngồi bên giữa ngươi để mà nhâm nhi. Hai đứa tôi có dặn dò nhau. Ơ này anh ơi, tôi với anh hãy có đứa nào chết trước thì người còn sống. Lo cho hạnh phúc của châu tử được vui tròn. Như cảnh trò đừng giao ở kinh tục. Nhớ gió lời anh vẫn còn nhớ mẹ. Nhớ kỹ mẹ của con ơi. Đừng khóc mẹ ơi. Đừng khóc gì. Vừa cha nhắc làm chi cho mẹ mới đau buồn. Tôi đừng khóc là mới thôi mà. Tại chị Xui cứ nhắc làm như là cha quên hết tình nghĩa ngày xưa. Không đâu anh Xui à. Đây là những giọt lễ mừng. Ừ mừng. Vì tính cuộc đời còn nhẹ chung. Mình phải tin chứ. Mình phải tin cuộc đời còn nhẹ thủy chung chứ. Bởi vậy tôi nè, chị nè, mấy đứa nhỏ nè, làm sao cho anh vui với suối vàng, chị chịu không? Ý trời nó chơi tôi mừng như là bắt được vàng chứ sao không chịu anh Xui? Rồi rồi, vậy nè. Anh biết không? Ờ, sao? Cái ngày ông nhà tôi ông chết đi. Ê, tôi đừng nhắc xíu, xíu. Cái tôi bị bệnh rồi mù mắt. Ờ. Không còn trông được cảnh vật như xưa nữa. Thân tôi thì nãy đau may mạnh tâm thần khi đi khi tỉnh. Cho nên tôi sợ anh. Tôi sợ gì? Tôi sợ tôi không sống nổi trên ngày đám cưới đâu. Không có đâu, chị vui là chị sống hoài à. Cái số của chị trường thọ mà. Cho nên tôi muốn chúng nó phải uống vào lòng để ghi chặt lời sắc son đoan thề. Nghe không hai đứa? Hai đứa cùng chia tô nước ngọt của trời. Để vạn kiếp trăm năm đừng quên trời đất đã nghĩ thề. Buồn hết sức. Trong giấc ngủ mông lung tôi vẫn thường thấy ông ấy hiện về. Chị thấy anh hiện về chắc là anh nhắc chị phải lo cho hai đứa nhỏ. Nhưng mà tôi muốn biết là anh về anh có phiền có trách gì tôi không? Không, ông nói là ông sẽ về phiêu phưởng giữa khói hương. Vậy à? Để chứng kiến và vui cái ngày đám cưới. Trời ơi linh dữ vậy. Nhìn hai trẻ đẹp đôi ông cười rung càm râu đen. Ông cứ khen anh là người bạn dễ thân tình. Chị nói sao? Anh hiểu về mà anh còn khen tôi nữa. Chắc là chị khen chứ không phải anh khen đâu. Tôi nói thiệt mà. Nghe không? Dạ. Thiệt nghe không? Hai đứa con ra đây. Ra đây nghe cho nhắc chuyện hồi dạ. Xưa. Hồi trước đó có ba gia đình. Gia đình anh Xui chị Xui. Gia đình cha mẹ Phương Thật. Gia đình cha cùng tới xứ Hà Tiên là lập nghiệp đó con. Nhưng mà chẳng may gia đình cha mẹ con Phương Thành nó mất sớm đi. Đúng. Trong lúc con Phương Thành nó còn đỏ hỏn hả? Cho nên anh Xui đây nè, ảnh mới đem nó về cho chị Xui chị dưỡng. Để tôi nhớ coi là khi con Phương Thành nó vừa tới tuổi thôi nôi, thế một bất hạnh là mẹ thằng Tô Châu lại chết. Đúng rồi. Nhà thiếu tay đàn bà, thật là vô cùng nên chiếc tôi gửi nhờ chị Xui nuôi dưỡng cho tới bây giờ. Hai già bây giờ con Phương Thành nó qua lại tự do. Bởi vậy tụi bay nên nhớ nè, nhớ tình sâu nghĩa trọng.
cả ba đứa bay đều cua tay chị xuôi nuôi dưỡng dân dưỡng ân tình cho chị xuôi vui sống lâu hơn. Anh Xuân, anh làm tôi cảm động và tôi muốn nghe. Tôi muốn khóc. Mẹ, nhưng mà tôi vui lắm. Vui không chị? Hồi đó cái tụi nhỏ này, tôi cũng nhớ hồi chị còn nhỏ đó. Thôi, vô nghỉ đi chị. Để tao nói chuyện anh Xuân nghe mày. Thôi, anh ngồi đó đi, tôi đến nước anh uống nghe anh Xuân. Anh ngồi đó đi, con ngồi đi lấy nước đi con. Tội nghiệp quá, lớn tuổi mà không thấy đường, thiệt là tội nghiệp hết sự. Dạ, trời, theo lời cho dặn của Đào lên gia lão tử rồi cha. Đào được rồi phải không? Dạ. Cái gia lão tử nó có cái sự tích của nó. Hồi trước á, tao với cha vợ mình uống chung. Dạ. Phải không? Nhưng mà từ ngày ảnh chết rồi là tao buồn quá, tao chôn tao không uống. Dạ. Nhưng mà lần này đám cưới mày tao uống cho quá cần câu luôn. Dạ, dạ. Thôi đi về lo công chuyện nhà con. Thì chào. Ừ. Con xin phép cha con đi lấy chùa xin tự nhiên cha. Dạ. Bữa nay là ngày dằm mà phải không? Dạ. Ừ, bữa nay là tính đi lễ chùa phải không? Dạ. Mình đứng lên cho bà dạy chút. Dạ. Con trai mới lớn lên, sắp cưới vợ, phải bình tĩnh, đừng nôn nóng. Dạ. Đừng dạo dực. Dạ. Phải giữ ý tứ đàng hoàng. Dạ. Con đi chơi vậy vui có bề gì là người ta cười thúi đâu. Dạ, không có gì đâu cha. Cha tin tưởng, tin tưởng con đi cha. Tin tưởng không? Con đàng hoàng lắm cha. Ừ. Con giống cha lắm cha. Đàng hoàng giống tao? Dạ. Tao còn không tin tao. Nhưng mà con thấy cha đàng hoàng, con giống cha lắm cha. Bây giờ mày giống tao phải không? Dạ. Tao cho mày đi, cho đi nhưng mà đi xa xa nha. Dạ. Đừng nắm tay nắm chân con nhỏ. Dạ. Này nó hay la lắm. Dạ không có đâu cha. Cái là mày chết. Dạ không có đâu cha. Đi về đi. Dạ đi với cha. Ờ. Dạ không đi với cha. Dạ qua nghe chưa. Dạ. Ờ. Dặn nó vậy cho hồi trước sắp cưới vợ tôi cũng nôn thấy một. Ngồi chiếu trước mặt ta. À, chứ
trên chuông chùa. Tiếng chuông chùa vừa đổ nhắc tôi nhớ ngày hội Thái Viên. Giả lại ta đang đứng trước cổng chùa, tất nhiên Đức Phật đã ngự trị trong lòng của ta rồi. Một tuân cướp giả mang khi nghe tiếng chuông chùa còn quỳ xuống đất để mà sám hối. Còn ta là tổng trấn đi lễ chùa cầu tự. Tổng trấn chạy nàng là Xuân Tử. Cấm ra. Ủa sao cấm ra kỳ vậy ông? Mày có biết hôm nay là cái ngày gì không mà mày ra chợ? Dạ tôi đâu biết ông. Mày không biết à? Để tao nói cho mày biết. Hôm nay là ngày lệnh trên cấm dân không được ra chợ. Mày ra chợ mày đã phạm tội rồi đó. Ủa sao cấm không ai biết mà tôi không biết kỳ vậy ông? Mày không cần biết để làm gì. Bây giờ mày phụ với lính khiên giọng đi. Sao ông bắt lính khiên mà bắt tôi khiên kỳ vậy? Vì lính mắc bận đi dẹp loạn hải tặc không thể khiên kiệu được nên bắt dân khiên giùm. Khiên cho lính đỡ mệt mày ơi. Cô dẫn vào mau. Thôi mày, tôi khi mới tôi phải ra chợ thăm người vợ sắp cưới tôi nữa. Vợ tôi khi tôi khi gì kỳ không? Thôi vợ nằm chớ treo nhiều chuyện. Tôi gì kỳ không? Làm đi kéo ăn đòn bận, đừng dài mà hãy trái thân. Nửa đường bắt làm phù giống, ức hiếp tôi tức vô cùng. Làm tròn rồi thưởng xứng đáng, đừng dần giờ sẽ nát gáo ráng lên. Rồi đi lãnh tiền. Thôi bỏ tiền bạc thì em mướn ai đi, tôi phải ra chợ thăm mười vợ chắc cưới tôi nữa. Thôi rồi, tôi đi tôi mau lên. Đợi tôi kia, đợi tôi nói tôi kia nè. Ông ơi, chân em mỏi chân quá à. Ôi, mệt quá. Thôi nghỉ chút xíu đi. Trắng da vì bởi phấn vui, em vẫn trắng hồng nứt da mặc dù thường ngồi nán chợ trưa. Có lẽ kiếp trước chị em mình là tiên á. Ờ tiên, tiên mắt đỏ nên bán đầu mồi ngồi trưa chợ ế. Vậy thì bây giờ em mở hàng chị chiếc trăm ế. Ừ, còn một chiếc trăm tốt nhất chị để dành đám cưới cho em nè. Trời đẹp ơi, đẹp ghê ha. Mà thôi chị cất giùm em đi. Mèn ơi, không biết chị cất à. Mấy ông bà già xưa thường nói á, con gái mà sắp có chồng á, mà làm mất chiếc trăm á, thì chồng mình sẽ về tay người khác. Thôi chị cất giùm em đi. Chị Phương Thành ơi, nói chị nghe nè, chị nhớ bữa đi cúng chùa không? Em vô trỏng em giấy nè. Em giấy làm sao? Em nói Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu chẳng may á, sau này con với chồng con mà không có ăn đời ở kiếp với nhau á, thì con sẽ gả chồng con cho người bạn nào mà thân nhất của con á. Đó, em giấy vậy đó. Cái cô này sắp lấy chồng nói năng lộn xộn quá. Sao giờ em không muốn lấy chồng quá à? Không muốn chồng chứ muốn gì. Sao giờ muốn đi tu à? Đi tu là lửa lòng đã tắt rồi. Chứ, em thấy đi tu vui hơn á. Vì mình không có bị mấy ông con trai cứ theo chọc ghẹo mình hoài. Cô gái nào mà không bị trai chọc ghẹo là khổ sầu tuổi thẹn là ế. Ba được sơ lỡ thời. Thôi cô ơi, nó không chịu lấy chồng chứ gì đây. Lúc nào cũng kè kè cao cưới bên mình. Lấp mai, lấp liêu mà làm bổ hoài. Vì em sợ. Em sợ gì nè? Ngày mai em hết ngây thơ, không còn ca hát nhạc nhớ nô đùa. Lòng mình lặng lắm như biển không về sông. Biết run sợ nhưng chưa rung động. Khi bắt bướm lúc thả diều, ngày ngày xóa tóc biết gì.
Thôi đi về. Trưa rồi, đi. Nghe đây, nghe đây. Ai tên là Xuân Tự, cư ngụ sông Đông Hồ, hãy lên kiểu qua về Vinh Tổng Tấn. Dạ, la rần rần tổng vậy. La rần rần vậy. Trong hai cô có ai tên là Xuân Tử không? Tôi. Cô là Xuân Tử? Không phải, tôi là Phương Thành, còn đây là Xuân Tử. Tôi. Cô là Xuân Tử à? Dạ. Xin mời cô. Ủa, mời chị. Em tôi có tội gì mà ông bắt? Không phải bắt mà là mời. Nếu tôi bắt, tôi đã đem gom tới rồi. Mà trái lại, ngài Tổng Trấn đã cho thắng kiểu qua, thì cô thấy chăng dẫm lũa đào đòn khiên mỏ phượng, lộng thiên thanh kết tụi vàng kim tuyến đang chờ đợi gái Đông Hồ. Thôi ông ơi, tôi không dám ngồi trên đó đâu. Giống đó là của bà Tổng Trấn, tôi không dám ngồi đâu. Đi, đi, đi về. Vì lệnh trên đã xuống, lệnh mà cô. Lệnh gì kia á? Phu dẫm vào mau. Ông miễn bắt em á. Ông Quang, ông không được quyền bắt Xuân Tử. Đi nàng lên. Nếu cô không bằng lòng, bắt buộc chúng tôi phải dùng vũ lực. Bay đâu yên lên. Không được, đi tôi bắn bối đâu. Xuân Tử ơi, Xuân Tử ơi, làm tên phu khiên kiểu cưới. Nhưng trơ chiều tay anh vừa đến đây thì gặp biết bao nhiêu điều ngán trái, nên anh phải đành bỏ gối xuôi tay, đành để cho người ta bắt em về chung dinh đường. Xuân Tử, lòng ta nát tan trong tiếng trong hải hùng. Mẹ ơi, hãy trả Xuân Tử lại cho tôi đi mẹ ơi. Xuân Tử, trời ơi, nàng đang dậy giụa thét gào, nhưng quân hầu cứ đánh trống liên hồi áp tiếng thét gào của cô gái đã phù sa. Vì người không yêu sẽ chính thức thành hôn kể từ đầm tháng giêng năm tới. Em là cô gái hồ sa, chỉ yêu nước biển trang hòa màu xanh. Chính em đã nói với anh chọn màu áo cưới màu xanh biển. Truyền quân hầu mở tổng rước tiểu hoa cô gái xôn trài, đánh lên nhịp trống liên hồi chắc qua lên chiêu rước người vào. Không, hãy trả Xuân Tử lại cho tôi. Em lên dòng cứ về Vinh tôi rồi dáng vợ mối tình đầu tiên. Trời ơi, tiếng trống vừa vang lên chỉ cổng vừa khép lại, ta tưởng tượng nàng bước xuống gặp đường. Người ta khép cổng dinh rồi, bắt em xa mãi sớm dài mến yêu. Rồi nàng được diệu vào chung dâm, cởi hết lớp máu nầu thài sắc ngắm buồn màu. Đã vàng một buổi trời chiều, em về cũng nổi anh về cũng. Đời thầy đã bay theo nước đồng hồ ra đời. Xuân Tử, Xuân Tử. Về bên nước Đông Hồ nhớ bao kỷ niệm hồi
rối như an mây lạnh, hay được công ông được tinh anh, ương khúc chảy quanh bờ dai nhỏ. Ta cứ ngỡ nàng là tranh tu nữ đang ngự trị ở trên núi Tô Châu. À, xin lỗi đã làm cho nàng thức giấc. Tỳ nữ đâu? Dạ. Thay đổi xiêm mi cho lĩnh bà Quân Hầu. Dạ. Hãy thắp thêm nhiều bạch lạp. Ta muốn cung dây này nhập tràn ánh sáng đang á. Dạ không không, đừng thắp, tôi sợ. Nàng sợ ánh sáng à? Thôi đừng thắp, đừng làm bà bây sợ nghe chưa. Xuân tử, có gì đâu mà nàng lại sợ. Ta muốn nhìn chung quanh ta, có trăm ngàn giọt nến lung linh đang rưng lệ. Để ta so giọt lệ ai đang đọng trên đôi mắt ô sầu. Như giác ngọc giữa đôi người, môi ta sẽ nhấp rượu Tô Châu, tim ta rộn lên khúc nhạc thân thần. Ta muốn tìm những dòng thơ diệm tuyệt để ngợi ca một bóng hình tuyệt đẹp. Ngập tràn thơ nhạc giữa tim ta, khó mà tìm được phút giây à. Tôi là cô gái đông hồ, một dân xuân dài giếng biển. Đời hạ ba tâm thường, đâu dám trèo đèo khoe hương sắc. Cảm ơn tổng chân ngợi khen, tôi càng thêm xấu hổ. Nàng đừng làm cho tan vỡ giấc mơ và đang ngập tràn thơ nhạc giữa tim ta. Bẩm quan tổng tranh, có quan tổng binh trao cho ngài một bức thư. Bọn cướp bất nhiên hùng cứ đảo cổ dự đang cướp phá các thương thuyền. Vậy thì bằng nghị lực và khởi ốc của một tổng trấn, ta phải lên đường ngay để dẹp dẹp. Lĩnh truyền tướng sĩ chính tàn, ta sẽ đến thao trường làm lễ xuất quân tương lượng. Thế thì đám cưới phải quản lại sau ngày chiến thắng. Người vợ thứ hai của ta ơi, nàng hãy yên tâm chờ đợi. Dẹp dẹp xong ta trở về thu xếp mọi việc chu toàn. Dạ, dạ thưa ngài, xin ngài cho tôi về nhà với mẹ tôi à. Không được đâu. Tỳ nữ, mời phu nhân tôi ra ngay. Quân Hầu, lĩnh cho đoài tổng quản. Nàng yên tâm chờ đợi, dẹp giặt xong ta sẽ trở về thu xếp mọi việc chu toàn. Dạ không được đâu, dạ tôi muốn về nhà mẹ tôi à. Thiết trời nghe lệnh vậy. Đây là phu nhân của ta. Phu nhân, đây là Xuân Tử. Phu nhân hãy đưa Xuân Tử vào trong yên nghỉ rồi ra ngay, ta có việc cần bàn. Xin dân. Dạ bẩm tổng quản, Quân Hầu chờ nghe lệnh dạy. Tổng quản, kia là Xuân Tử, một cô gái dịu hiền khả ái của xóm Đông Hồ. Vậy mọi việc trong ngoài ta giao cho nhà ngươi lo liệu săn sóc cho nàng, đừng để cho ta buồn lòng phật ý. Người biết ý của ta rồi chứ. Dạ phụng mãn. Tiếp chờ nghe lệnh dạy. Phu nhân, mời nàng an tọa. Ngồi đi phu nhân. Phu nhân nè, vợ chồng ta đã bao nhiêu năm qua chăn gối mặn nồng, nhưng rất tiếc chưa được một mụn con kế tự. Hôm nay ta lại phải lên đường dẹp giặt. Ta muốn rằng ngày ta chiến thắng về đây, phu nhân sẽ đứng chủ hôn cho ta, thành hôn cùng Xuân Tử. Xuân Tử. Phu nhân, phu nhân nè, sao thế phu nhân? Không, không, không sao cả. Phu nhân nè, và ta hy vọng rằng Xuân Tử và ta sẽ có được một đứa con trai để nối tạo lửa hương cho dòng họ Mạc. Nối tạo lửa hương cho dòng họ Mạc.
nàng nghĩ như thế nào phu nhân? Phu quân ơi, thiếp hiểu rồi, chỉ có trai mới năm thê bảy thiếp, chứ còn riêng thiếp lúc nào cũng dạng chữ tòng trung. Người vợ xã ái đáng yêu của ta. À phu nhân nè, ta tính rằng lúc ta đi bình giặc, phu nhân ở nhà nên thay ta lấy lòng trưởng nghĩa mà săn sóc cho xuân tử nha. Săn sóc xuân tử à? Nàng bằng lòng cho phu nhân, ta đang chờ tiếng nói của nàng như thế nào phu nhân? Thì xin dâng lời người ký thác. Đa tạ phu nhân. Nàng hãy nhớ những lời ta dặn, ta mong rằng cha con của nàng đừng phủ lòng ta nha. Thiếp chúc phu quân kỳ khai đắc thắng. Cảm ơn phu nhân. Dạ chúc ngài thượng lộ bình an. Cảm ơn tổng quản. À, cha con của nàng nên nhớ những lời ta dặn. Khi ta đi bình giặc trở về, nếu có những gì bất trắc cho xuân tử thì đừng trách sao ta quá vô tình khi phải dùng nghiêm lý. Trời ơi, thôi chết rồi con ơi, như vậy là chết rồi. Cha nghe quan tổng tấn tỏ tình với nó mà cha còn tức cành hông thì huống hồ gì là con. Vì vậy con phải làm sao? Con loại trừ ngay cái cô gái đông hồ trẻ đẹp kia. Trời, nhưng chính chồng con đưa cô gái về đây. Nhưng mà nó trẻ đẹp hơn con, rồi đây nó sẽ giật chồng của con. Trời, con sợ. Con sợ cái gì? Con sợ hậu quả. Con sợ tiếng thị phi cha. Sao con lại sợ hậu quả, sợ tiếng thị phi? Con gái của cha, con nhớ rằng con có một người chồng giàu sang, quyền uy thế lực. Con phải biết dựa vào quyền uy thế lực của chồng con. Con phải biết xúc rửa tiền bạc của chồng con. Để rồi nếu như mai đây chồng con có gì say mê nhan sắc của cô gái kia mà bỏ con, hoặc là lúc đó con có muốn bỏ chồng thì cũng dễ như trở bàn tay. Cha ơi, con nhớ. Sao? Con nhớ ngày con lên kiệu cưới về đó. Con cũng trẻ cũng đẹp, những tháng năm mòn mỏi trôi qua đã làm cho con phai nhạt sắc xuân hồng. Tội nghiệp con quá chừng. Con vẫn một con già yêu. Rồi hôm nay có một người đến đây chia lỡ tình yêu. Nhưng mà con nên nhớ rằng con là đệ nhất phu nhân. Con phải coi chừng đi ruồng rẫy đau thương, phải biết lo bảo vệ gia đình và đừng có dũng dại xót thương. Cha ơi, sao? Con chỉ muốn sống yên lặng bình thường. Nhưng mà làm sao con sống yên lặng bình thường một khi con đã bị chồng bỏ rơi? Nghe cha nói nè, con phải biết nhẫn tâm để mà dành lại cuộc sống cho mình. Con phải biết nhẫn tâm dành lại cuộc sống và hạnh phúc của riêng con chứ. Con phải biết nhẫn tâm để dành lại hạnh phúc cho riêng con. Cha ơi, bây giờ con phải làm sao hả cha? Nghe cha nói nè, coi có ai. Ở trên đầu tủ của cha có mấy thang thuốc. Thuốc độc? Không được đâu cha. Cha cho uống thuốc độc nó chết liền tại chỗ thì cha con mình mang qua. Không được đâu cha. Không, thuốc độc của cha không phải là thuốc độc bình thường. Uống vào nó sẽ không chết liền mà từ từ mới chết. Từ từ mới chết? Vậy thì đâu có ai nghi mình phải không cha? Chứ sao? Phải rồi, nó giật chồng con, con phải cho nó chết từ từ mới được. Giờ bây con vào con sắc thuốc. Bây giờ con lo con sắc thuốc nghe không con? Lúc chưa? Giờ đây là gì? Mà dạ, hôm qua đi đâu đó? Bẩm ông, dạ bà nhỏ nhờ con tìm dùm loại hoa này. Bà nhỏ nhờ à? Mẫu đơn đình này thiếu gì kỳ hoa dị thảo, còn hoa nào đẹp hơn là hoa mẫu đơn? Nhà ngươi mang hoa gì đó? Dạ hoa phù dung.
Hoa gì? Dạ Phù Dung. Phù Dung. Phù Dung sớm nở tối tàn, sớm nở tối tàn. Là con gái mà lại yêu hoa Phù Dung là thật. Dạ mỗi loài hoa đều có mỗi hương sắc riêng, người yêu hoa chắc cũng có nỗi niềm. Và nếu bà nhỏ thích hoa Phù Dung thì từ nay ta cứ gọi nơi đây là Phù Dung Đình. Được rồi, Phù Dung Đình hay Phù Dung gì cũng được. Để qua đây và đi ra ngoài kia. Đi đi. Đi đi. 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 À, con à. Dạ. À, sắc thuốc cho người chưa? Mời người ra đây con à. Dạ rồi. À. Em hãy vui vẻ lên đi, đừng có uống rượu như vậy. Ôi, Simi thì lộng lẫy vô cùng, nhưng mà nhan sắc của cô nương hãy còn xanh xao quá. Em à, đây là chén sâm chị vừa mới sắc, em uống đi cho khỏe nha em. Dạ, dạ cảm ơn lệnh bà đã đoái thương. Không có nhân nhị gì hết đó, tổng trấn đi có dặn rất kỹ, là chị ở nhà phải lo săn sóc chu đáo cho em. Tổng trấn về mà thấy em héo rũ như vậy, trời ơi, ngài sẽ phiền sách tách chị dữ lắm mà. Em à, đây là chén sâm chị thân hành sắc lấy một mình. Cô nương à, dân lời của tướng công, chúng nghe tôi đâu dám để đơn sai. Chị mà em hãy đừng uống, cho hồng tươi thêm nhan sắc. Để vương quân về sẽ vui khi thấy em càng đẹp hơn. Sâm quý đó dùng đi cô nương. Đi. À. Đi ra ngoài kia, tại sao con ở đây? Đi! Đi ra ngoài kia! Đi! À, sâm quý đó cô nương, dùng đi cô nương. Đây là sâm quý bổ lắm, em uống cho khỏe nha. Uống hết đi em. Dạ thưa, dạ còn nóng mà, thôi để nguội chút nữa tôi uống. Con à, à, thuốc còn nóng, thôi à, con cứ vào trong ngơi nghỉ, hiểu? Cứ để mặc cho cô nương ở đây tùy tiện. Đừng uống à. Ai á, có chừng thuốc độc. Lính kia, sao biết đây là thuốc độc? Ai, nhìn kỹ đây. Ai đi tới kìa. Trời ơi, trời ơi. Chị Hương Thành ơi, em nhớ chị quá trời quá đất à. Nhớ em quá trời ơi. Sao mẹ, mẹ em khỏe không chị? Mẹ khỏe, anh tôi cho khỏe không? Khỏe luôn, tất cả bà con xóm lưới mình khỏe hả chị? Khỏe hết. Trời ơi, anh tôi cho gửi cho em không? Đi quên, anh tôi cho gửi cho em nè. Trời ơi, biết thích cái bông này lắm nè, gắn cho em cái nữa. Trời ơi, nhớ chị quá trời hả? Nhớ em quá à. Ủa, sao chị vào đây được vậy? À, chị nhờ làm quen với anh Đính Lệ, ưa chọc ghẹo chị á, mới mượn bộ đồ này vô thăm em. Ra mượn giùm em bộ nữa đi, để em trốn với chị. Đi, mượn cái râu nữa nha. Mà không được em ơi. Sao vậy? Nếu em trốn đi thì mẹ sẽ mang quả. Đưa cho anh sao? Chị nghe chúng bà tính, có thể đây là chén thuốc độc. Làm cái gì đó? Dạ, dọn dẹp. Nhà cửa người ta nhờ dọn dẹp. Đi ra ngoài kia. Khoan đã, đứng lại. Qua đây biểu. Qua đây. Qua đây biểu. Nhà ngươi là lính ở đâu? Dạ, có lính hầu trong dinh này nè. Lính hầu trong dinh này? Sao không giống thằng nào trớn trọi? Lính hầu trong dinh này mà biết ta là ai chứ? Dạ biết. Ta là ai? Dạ ngài là ai? Ta là ai? Dạ ngài là tổng quản dinh này, là cha nuôi của bà nói ngài không biết. Nhà ngươi năm nay được bao nhiêu niên kỷ rồi? Dạ niên kỷ là cái gì vậy? Tuổi dạ. Ta muốn hỏi nhà ngươi năm nay được bao nhiêu cái xuân xanh rồi? Dạ 19 cái xuân xanh. 19? Mới nhìn tưởng đâu 91. 19 cái xuân xanh, tại sao lại có cái lông mài môi? Dạ cái này. À. Dạ tổng quản vẫn hoài. Dạ đây là rong. Dạ rong. Tại sao tổng quản bị gọi là lông mài môi? Thấy ngươi còn trẻ mà có râu, sợ nói râu nó không đúng cho nên tao mới nói đại vậy mà. Dạ mấy người già sợ già nó mới cạo râu cho trẻ, còn mấy người trẻ thì sợ người ta chê là con nít nên thích để râu. Có chuyện này cũng hay mấy. Lý luận, nhà ngươi có hàm râu đẹp quá ha. Đứng yên đó ta coi.
Đừng đó, đứng yên, quay quay. Giang tay bắt lại chém. Khoan, và xin tổng quản và phu nhân đừng chém. Đây là chị Phương Thành, là người bạn thân thiết của tôi. Nếu mà chị chết đi thì ở nhà mẹ tôi cũng sẽ chết theo. Tôi xin đất biển trời hãy mở lượng yêu sinh. Dạ, dạ. Con cũng xin cha hãy vì lời cầu xin của Thương Tử. Tha cho Phương Thành về để Xuân Tử hiểu lòng ta. À, tổng tấn của dặn dò trước ngay lúc tổng trấn ra quân, nghĩa là tất cả phải chăm lo và phải chiều lòng Xuân Tử. Con quăng cha bắt thật đúng điệu nhà nghề. Sâu hiểm khua lường em phải bảo trọng lấy thân. Xin nhị dị chớ chấp nề, hãy tha cho chị tôi được toàn mạng. Thì dù có buộc tôi phải làm điều gì, dầu có uống thuốc độc tôi cũng nghe theo. Dạ sao cô Lương lại nói vậy? Này là sâm quý chứ nào có phải là thuốc độc đâu. À, dạ bẩm, nếu như cô Nương có lòng nghi ngờ cha con của lão thì lão xin uống trước vậy. Dạ, dạ, để lão uống cho cô Nương coi. Đây là sâm quý mà nào có phải là thuốc độc đâu. Uống cho cô Nương coi nha. Sâm quý mà. Thấy không cô Nương, thấy không, sâm quý mà đâu có phải thuốc độc. Nè, lên đầu, à, thả Phương Thành ra ngay nha. Chị về nó nhớ mẹ lắm nha chị. Nha, nó nhớ anh Tô Châu lắm nha. Nha, về, nó nhớ mẹ lắm nha chị. Em nó à, nhớ Tô Châu lắm nha. Cho khỏe đi em. Đi. Trời ơi trai cha, hồi nãy cha kêu con sắc thuốc gì mà tại sao cha uống? Cha thuốc độc. Ê, trời đất ơi, cha uống rồi cha có sao không cha? Con đừng sợ, cha có thuốc giải độc, cha uống chút xíu thì đâu có nhầm nhò gì. Rồi đây con sẽ thấy một thang, hai thang, ba thang, từ từ nó sẽ tê liệt, rồi từ từ nó sẽ hoàn toàn tuyệt tử. Tê liệt tuyệt tử. Đúng vậy. Trời, làm sao ai nghi ngờ cha con ta được. Và con à, lúc đó thì dù cho ngài tổng trấn có thương yêu nó 9 xe 10 vàng đi chăng nữa, thì làm sao ngài có thể nào sống với một cô gái đã hoàn toàn tuyệt tử. Phải rồi. Ai mà thèm yêu một đứa tuyệt tử mà còn tê liệt nữa. Trời, con cảm ơn cha nhiều lắm. Ờ, điều quan trọng bây giờ là cha con ta phải làm sao dụ cho nó uống. Ha ha ha!
theo nghe. Tôi có bệnh yếu bao tử, đừng có giỡn chuyện đó. Trời ơi, trời trái rồi, lên lục lạc đâu vậy? Tôi tuổi thân, tôi chuyện cọp chị beo lắm. Mà cọp beo thì nó sợ cái thứ này nè. Đi đâu ráng mang theo tò tò vậy nè. Không biết đất Hà Tiên, đất tiền rừng bạc biển cũng lắm cọp chiều beo. Thằng nào nhát đất như treo, tới phiền canh gác thay leo lên nóc nhà. Tôi không leo là tôi dũng cảm lắm rồi đó. Mày sợ cọp, sợ beo leo nóc nhà chạy trốn được. Còn như tao là mày thấy không? Giữ mấy cái lu này mà lu nhát hoài thấy nó đâu. Ủa, bây giờ đổ qua Vĩnh Lưu rồi hả? Con phải hỏi. Chào Lính Lưu. Mày vậy mà ngon à. Lính hỏi cực tiễn ra tận tiền tận mạng với người ta. Chứ sao? Như tao là thấy không? Sao? Cái tận tiền gì? Canh giữ mấy cái hàng lu. Hết canh lu mái vú tới canh lu mái đầm. Khi trời mưa thì phải xúc lu. Còn khi trời nắng ở bên lu để canh chừng. Thật sự mà. Giữ mấy cái lu này nào gác giữ nước nhà. Đúng vậy. Lu nào đứt nghiêng hoặc là đứt dây thì tao đây phải nói vậy nói đó. Bởi vậy như vậy anh mới là người yêu nước, vì yêu nước ở trong lu, nước có đầy có ngọt có luôn luôn, anh em đánh giặc mới hằn hết mình. Sao vậy? Tôi có cái chuyện này muốn nói với anh nè. Gì? Tôi thắc mắc mấy bữa rồi. Cái gì mà thắc mắc? Ông biết không, ông tổng quản ông sai mấy người lâu la điện đá đập bể cái lu này. Sao biết ông sai mấy lu la liền đó đập luôn? Hôm qua tôi bắt được mấy thằng, tôi loay mấy loa nó khai tôi ráo rõ rồi. Đây nè, ông còn sai tôi đem mấy cái lu bể nó xuống biển liền nữa. Luôn nguyên vậy đập bể rồi xem đi đem đi bỏ. Kia vậy. Rồi sao mà mày nghe lại. Thôi được rồi, thôi bây giờ anh để tôi làm phận sự để ông thôi ông cỡ là. Bổn phận giữ lu là tao. Ông sai. Ông tin chắc là mày ra ngoài kia cảnh giác đi, bổn phận giữ lu là tao cho mày biết. Quan tổng trấn về rồi, ông thấy cái bản mặt này đây là mày chết rồi, đi. Ông ơi, tôi lại tôi đi. Đi đi. Nhớ nha ông. Nhớ qua qua cái lu bể tôi nè. Sương tử của ta đâu? Sương tử. Nhất phiến băng tâm tại Ngọc Hồ. Nhất phiến băng tâm tại Ngọc Hồ. Ôi mỹ nhân tử cổ như danh tướng, bất hư nhân gian kiến bạch đồng. Có phải chăng em là tiên nữ tạo thành điện tích? Em chờ trăng dài khói lên, biến thành tiên mùa trên đông. Khi sương lúc trăng mờ, nàng tiên để lại giấc mơ cho. Nhất phiến băng tâm, ai treo tấm biển này ở đây? Dạ bẩm ngài con treo. Ai bảo ngươi? Phu nhân của ta hay tổng quản? Dạ bẩm ngài không phải. Vậy chứ ai? Và treo để làm gì? Dạ bẩm ngài. Trời đang nắng sao trời sắp biển mưa? Lính kỳ lính nhập hồn đang có xúc các đôi hũ để dành những nước mưa. Vì ở miền biển một giọt nước mưa là một giọt nước cam lồ, các ngươi phải tiết kiệm từng giọt nước nghe chưa? Dạ bẩm ngài, một số lu còn cẳng có xúc hay không? Hãy chúc các lu tâm sang lu khác, rồi chui rửa cho sạch những cẳng rong rêu. Lu nào bị đứt nghiền hay bị nứt để nguyên không được đập bỏ. Xin tuân lệnh. Nhanh lên. Nhất phiến băng tâm có nghĩa là một mảnh lòng trọng trắng tại Ngọc Hồ. Dạ bẩm ngài, có người bị nhốt trong lu. Ai bị nhốt trong lu thế? Cái kìa trước nữa là gì? Hả? Sương tử! Sương tử! Mình chẳng sống trở về bỗng dưng ngàn việc tích tinh tìm kiếm em khắp nơi. Tại sao nàng lại trốn ta? Sương tử! Đừng sợ tổng trấn mặt yêu tư là ta đây. Tại sao nàng lại trốn ta? Tại sao?
Tại ông đó. Tại ta. Tại ông đem tôi về đây chi rồi ông bỏ ông đi. Người ta nhốt tôi trong cái lu á. Tôi thấy trời đất bằng cái lu. Trời ơi, tại sao lòng dạ của người sao mà bất nhân như vậy? Xuân Tử, nàng điên rồi sao Xuân Tử? Ông ấy điên hả? Tôi điên mà tôi biết giết nè. Tôi biết giết nhất phiến băng tâm nè. Tôi điên mà tôi biết nhờ người lính trung hậu treo hàng luôn á. Giờ mấy cái chữ này mà không tìm được cô gái đồng hồ ở trong cái lu. Nếu không thì tôi thành mắm ở trong cái lu này rồi. Trời ơi, nếu nàng như thế này thì tội của ta nặng lắm. Một cô gái dịu hiền khả ái của ngài nào mà hôm nay lại điên tỉnh bất thường như thế này. Tỉnh lại đi Xuân Tử. Tổng trấn Mạc Thiên Tứ là ta đây Xuân Tử. Nữa cũng nói tôi điên á. Mặc gì đây điên. Tỉnh lắm mà nha. Tôi biết hát dần lông nữa đó. Tôi biết hát bổ lỡ thời với giặc Hà Tiên. Giặc Hà Tiên người ta còn đánh. Bổ lỡ thời như cánh chim bay. Cánh chim bay người ta còn đất hả? Đó. Tôi như cánh chim giữa trời tung bay. Người ta dương cung băng đất. Mãi thiên đọa chồng người. Nổi quan này trời đau khôn đâu. Kiều Xuân Tử. Ta nhiều nàng đứng lần. Tôi chân nàng giờ sao yêu đuối thân tơ liệu lá mềm. Ai đã lặng đất bằng dậy sông mơ. Cuộc đời của tôi coi như đã chết tại ngọc ngồ. Xuân Tử ơi, ta có ngờ đâu một đóa hoa nửa chừng xuân sắc bị đỏ đầy trong khổ ai. Giờ đây như một tên tử tội sắp giáng hình. Bên sông vững giặc ta gọi vàng trở lại máu đơn đình. Từ biển khơi về tóc còn dương mùi gió muối. Ta đợi tan rằm mở tiệc đón giai nhân. Qua mẫu đơn tàn chú qua phụ dung nở. Tại sao gió độc làm rung cánh phụ dung. Giữa biển khơi hải tặc đã cúi đồng. Mà tại sao trôi tôi còn ai gây ra giông tố. Mạc tổng trấn ơi, ông đừng hỏi tại sao, cũng đừng hỏi tại ai. Như người xưa thường nói, nam tham sắc, nữ tham tàn. Nam tham sắc, nữ tham tàn. Nhưng đối với Xuân Tử của ta không phải là người như thế. Xuân Tử ơi, ta là một dòng tướng thân hoành giáp cổ dân gian trên dạng leo xa đường. Nhìn trái tim biết im và đang lặng hộp giữa hỏi chùa tháng riêng đó tôi theo dòng trăng khuyết. Bức quả bên hồ sen còn đẫm nét đang thanh. Đêm đêm ta nghe trong gió như có lời than thở. Như tiếng giọng ân tình từ chữ nhất tiếng băng tâm. Giữa khoảng cách tình yêu như bắt nhịp đầu dòng. Cho nên ta mới tìm được nàng ở ngọc hồ trăng. Giống tượng cho tâm trọn hiếu cho lòng tròn chân. Đời ta đã qua tuổi xuân nhưng chưa hề cảm thấy có được tình yêu chân thành tha thiết như hôm nay. Tại sao nàng nói là ta giống tượng chứ? Mà tổng trấn ơi, đừng nói tình yêu và ngày cưới trước một đóa hoa đã tàn úa. Cô gái đông hồ đã khép chặt cửa lòng. Từ ngày bước lên dòng qua,
bỏ vợ biến chợ chiều, bỏ lại người chồng hứa hôn đau khổ. Ai đã đến trước ta một bước là Tố Châu, Tố Châu là một chàng trai của miền biển quê mùa chân chất. Tình vợ gian khó trọn vẹn tu thề, mà Tổng Trấn yêu tôi không thể nào đại lại. Thì ai xem cô gái đông hồ như một nàng thơ, ngài đã yêu nàng thơ trong mộng tưởng, thì để cho nàng thơ giấu trái tim tan nát trong đi lỡ tiếng áo nâu sông. Sơn tử, ta tôi hãy coi như là ảo mộng, đảo đời tình nghĩa đã đỉnh phần. Đóa phù dung đâu phải đóa hoa xinh, xin ngài hãy tìm quên hình bóng cô, nghĩa đã vẹn do ngài ứng xử. Nhưng tình riêng ấp ủ có phôi phai, ngài hãy tìm quên trong nguồn cảm thi ca. Ta cũng muốn vào chùa nghe kinh kệ, nhưng theo ta đi tu không nghĩa là yếm thế, hay tự đọa đài thân xác mình trong cuộc sống khắc khổ. Xuân tử ơi, yêu đi rồi, năm mười năm sau đi tu cũng được mà. Tu tâm mà cần gì tu ở chùa, hơn nữa người tín đồ chân chính của nhà Phật phải thấm nhuần giáo lý tự giác nhi giác tha, có nghĩa là tu tâm sửa mình trước, rồi sau đem giáo lý cao siêu mà giác ngộ cho kẻ khác và phổ độ chúng sinh mà. Xuân tử, với thân tàn phế này và căn bệnh khi thuyên khi giảm của tôi không thể nào trở về nhà mẹ tôi được. Để tạ tội như nàng, ta sẽ cho lương y chữa lành căn bệnh tê bại của nàng. Bao giờ nàng khỏi bệnh, ta tính tới cuộc hôn nhân, ta chờ bao lâu cũng được mà. Xuân tử, chị hoài công tôi mà Tổng Trấn ơi. Không có đâu, vì tôi là gái đã có chồng, tôi không thể nào cố tình thất tiếc. Nhưng ta yêu nàng. Dạ. Xuân tử, dạ tôi không thể nào có chồng được nữa. Tại sao? Vì người ta hại cho tôi tuyệt tử rồi. Xuân tử, ai yêu tôi sẽ mang tội với tổ tiên dòng họ, vì làm sao cô con nối dõi với tông đường. Con trở về nhà, mẹ tôi thì đã lâm trọng bệnh, biết tôi lâm cảnh tột cùng như thế này, chắc là mẹ tôi sẽ chết mất. Trời ơi, dù nàng không nỡ nói lên một sự thật, nhưng sự thật là như thế nào ta đã biết rồi. Chỉ vì một chút hờn ghen vô lý mà người ta đày đọa thân xác của nàng như thế này sao? Giám sĩ đâu? Dạ. Dương định của ta về bắt phu nhân và tổng quản giam vào cấm ngục, chờ ta về hỏi tội. Tương lừa nhanh lên. Đừng, Tổng Trấn ơi, ông đừng trị tội ai hết. Dẫu sao thì tôi cũng sắp vào chùa quy y thi pháp, xin ngài hãy giúp cho kẻ tu hành này cởi bớt nghiệp quan. Trời ơi, như thế này ta còn biết xử liệu sao đây? Không còn cách nào khác nữa sao? Xuân tử, chỉ còn một con đường là cho tôi mượn cửa thiền môn để vui với muối dừa kinh kệ mới là vẹn đôi hiếu trình. Hiểu với mẹ già, trình với bạn tình, dành lòng mai sau khi nhớ nhau. Lắng tai tướng vọng chung chùa công phu sớm khuya, giờ đây một đống tro tàn lửa hương tắt liệm, xin đừng khơi chi gió như thế. Là nàng đã quyết lòng đi tu thật rồi sao? Không còn cách nào khác đâu mà Tổng Trấn ơi. Thôi được, để chiều ý của nàng, ta sẽ xây cất một ngôi chùa cho nàng tu niệm. Nhưng theo ý của nàng, ngôi chùa ấy đặt tên chi?
Phù Dung Tử. Phù Dung Tử, ôi nghe nó buồn làm sao. Phù Dung sớm nở tối tàn, thương sao một ký thầm nhang luân trần. Trong thời gian chờ đợi xây cất ngôi chùa xong, bây giờ ta đưa nàng trở lại mẫu đơn đình nha. Dạ không, tôi xin ở luôn tại nơi này, đợi khi nào ngài cất chùa xong. Và bây giờ xin ngài cho tôi gặp mặt chị Phương Thành ở xóm Đông Hồ. Phương Thành? Dạ, tôi có vài việc cần muốn nói với chị Phương Thành. Và ngài nhớ đừng nói gì cho mẹ tôi biết nha. Được, ta hứa, ta hứa. Người đâu? Dạ. Nghe câu ta hỏi mà trả lời cho thành thật. Những ai mưu ám hại Xuân Tự nhà ngươi biết rõ phải không? Dạ bẩm ngài, những ai đã mưu ám hại lĩnh bà thì con không biết. Lão, nhưng khi lĩnh bà bị nhốt trong lưu thì con biết, nhưng con không dám nói, con sợ cái miệng con bép xép sẽ hại thân con, nên con lặng lặng tìm mọi cách cứu lĩnh bà. Chính con đã trao tấm vải lụa này ở đây, mong sao ngài tìm tới đây và thấy được mới may ra cứu được lĩnh bà Xuân Tự. Nhà ngươi có tấm lòng trung hậu rồi, đây ta sẽ tặng thưởng cho ngươi. Ngay bây giờ dân lĩnh của ta đến sớm Đông Hồ tìm gặp cô gái nào tên là Phương Thành. Mời đến đây ngay, nhớ chỉ một mình nàng biết thôi nhé. Xin tuân lệnh. Đi nhanh. Dạ, dạ đội ơn tổng trấn. Kìa Xuân Tử ơi, đừng làm như thế Xuân Tử ơi. Từ nay nàng là thơ trong mộng, trong tâm hồn của những ước mơ. Hà tìm ký tích Phù Dung Tử, ta sẽ đề tên cho một ngôi chùa. Quân hầu. Dạ. Án thư và tứ bựu. Còn lão đảo, sức mạnh nào đã nâng bổng gót hài sen? Lòng nhân nghĩa của ngài đã nâng cho tôi sức mạnh. Cảm ơn ngài, xin cho tôi nâng bút nghiêng, chúc cảm tình hai hàng chỉ qua tiên, để khi viết bản đề tên chùa mới. Quá xúc động lòng ta bối rối, ta cảm ơn nàng đã hiểu được tâm lòng ta. Thế ra ta đâu phải là kẻ bất nhân, để vùi vào một cành hoa thô giả. Mặt tiếng thị phi sau này đồn đại, tâm lòng ta chỉ có trời biển sáng soi. Phúc đã xe ngọn thỏ mực đắm rồi, xin mời ngài thì nghĩa nhân hạ bút. Tay ta rung lên, giọt mực rưng rưng, thấy máu tim ta đã hòa theo cam số. Tình trăm trăng mấy còn ghi trong ký ức không mờ. Phù Dung Tử, hãy đây chùa Phù Dung, như tiếng lòng ta dường như lắng tiếng thương. Tình ta không tròn nhìn nhau thêm sáng lo xa. Đức độ ngài khi lòng tối xúc động, nhưng tình yêu xin chưa có mơ màng. Còn tiếng thị phi còn thiên miễn thế gian, đành phải thế cảm ơn ngài tổng chức. Ta sẽ giúp cho nàng thêm tương nghị, cho trọn nghĩa tình trước cùng như sau. Vết thương nào chẳng xót đau, hãy lau nước mắt cho nhau cho tôi trọn nghĩa, cho ngài đoàn tình. Xem tôi như một bóng hình thoáng qua, rồi ngày tháng sẽ trôi qua, lãng quên nỗi niềm vui vang. Ở đây nào sẽ
về, nàng ở cửa thiền. Từ trọn vui chờ thở
chỉ vẫn thương em dầu chết cũng không cần. Nhưng chỉ biết phải nói gì và không biết phải làm sao. Chị không nói gì hết, chị không làm sao hết, chị nói chị thương mẹ thương em chị bằng lòng mà. Trên đời này chị không thương ai bằng mẹ và em. Nhưng không lẽ chị thương mẹ và em mà chị kéo anh Tô Châu ra chị nói: anh Tô Châu, tôi thương mẹ, thương Xuân Tử nên tôi bằng lòng thay Xuân Tử làm vợ anh. Có làm sao được? Miễn chị bằng lòng mới là được. Chuyện đó rồi em sẽ nói với bác Hải Lâm và anh Tô Châu. Giờ chị cũng biết làm sao. Kìa, Xuân Tử. Còn bây giờ em xin gửi lại chị một nhúm tóc đau thương, trao cho anh Tô Châu tay lời vĩnh quyết, hãy coi như là em đã chết. Em chôn đi một cuộc tình vào ngày 13, còn 2 ngày nữa, ngày rằm, ngày cưới. Đám cưới vẫn phải cử hành, cô dâu vẫn còn vắng mặt. Đêm nay Xuân Nữ ngồi bên lưới, lòng trí bâng khuâng nổi bữa nữa thôi là đám cưới của mình hay đám cưới người ta. Mỗi lần giờ nắp rổ mai em ơi chỉ nhớ đến ngày du Phương Thành. Bác, mẹ con đang ngồi với nước đằng sau kìa bác. Quên hoài, có chị ở nhà không vậy Xuân Tử? Dạ có. Mẹ ơi, có tiếng chồng con qua thăm mẹ nè mẹ. Sao kêu bằng tiếng? Vậy con gọi tiếng bằng cha. Quên nữa, vậy cha đây nói chuyện với mẹ con, để con vô trong gội đầu một chút. Mẹ ơi, có cha chồng con qua thăm mẹ kìa mẹ. Mẹ nghe rồi. Anh Xuôi mới qua. Anh Xuôi ơi, ngồi đi anh. Anh biết không, thằng Tô Châu á, nó mới gửi cho tôi cái chai sức khỏe ở đây nè. Ôi, cái thằng rể quý của tôi, gần tới ngày cưới nó qua thăm má vợ nó liền liền vậy hả? Dạ, nó qua thăm cô dâu trước rồi nó thăm chị sau đó chị ơi. Thì thăm má vợ nó trước rồi thăm vợ nó sau. Dạ. Theo xưa là như vậy. Dạ. Nhưng mà mình cũng phải nới nới cho bổn kém nó nhờ chứ anh. Dạ, chị dễ dãi quá. Nhớ hồi đó sắp tới ngày cưới ông nhà tôi cũng qua thăm tôi liền liền với là đi thăm bảy vậy anh ơi. Dạ tôi cũng vậy, hồi trước sắp cưới vợ tôi đi thăm vợ tôi liền liền như đi đặt lời. Dạ. Anh Xuôi ơi. Dạ. Anh qua có chuyện gì không anh? Dạ thưa chị Xuôi. Dạ. Dạ bữa nay là ngày 13. Dạ. Còn 2 ngày nữa là tới ngày rằm, là tới ngày cưới của bọn kẻ.
Dạ chị nhớ kỹ quá. Dạ. Và nếu có thể chị cho tôi quản ngày đám cưới được không chị Xuân? Hả? Dạ tôi tính quản bởi vì... Ông nói cái gì lạ vậy anh Xuân? Dạ không. Trời đất Quyển Thịnh ơi, sao lại quản ngày cưới? Dạ tôi tính quản bởi vì tôi... Đây là con Xuân Tử đã làm điều gì Phật lòng anh? Bởi vì... Hay anh có giận gì tôi không anh Xuân? Dạ vợ... Sao lại quản ngày cưới? À vậy nè, hồi nãy tôi đi công chuyện, tôi chợt nhớ là bệnh của chị trầm trọng, không biết có khỏe chút nào không, cho nên tôi định vô đây tôi thử chị vậy mà. Cha mẹ ơi, anh thử tôi ra anh Xuân. Dạ thử thử. Anh ác quá mà. Dạ đâu có. Tôi muốn đứng tim đây nè. Đừng đứng. Anh Xuân à? Dạ. Bệnh tôi mà có lành rồi đó dạ, nha. Dạ sao? Thì tôi cũng có thể tự nhận nếu ai làm cho con tôi đau khổ. Và làm dở dang chuyện trăm năm của bọn trẻ. Anh biết không, một lời nói gì là đinh đóng cột mà anh. Dạ tôi cũng vậy, một lời nói như đinh đóng cột kìa. Thôi xin phép chị tôi đi lo công chuyện nha. Nhưng mà anh Xuân à? Anh Xuân ơi. Ủa, anh đi đâu mà lẹ vậy cả? Anh này lạ quá đi cả. Chị Phương Thành à, chỉ trong đồ mồi em mua cái chị hồi nắm đó, nhớ không? Ừ, nhớ rồi. Gọi xong rồi đó cô nương, để tôi lát nữa ráo nước rồi chị chải cho. Dạ. Xuân Tử. Dạ. Cô mới gội đầu đó hả? Dạ. Lại đây mẹ chải tóc cho. Con gái ít có đứa nào biết chải tóc gội lắm mà. Không khéo đường được tóc nó sẽ đứt ngang hết đi. Gần tới ngày cưới không có nên để tóc rụng tóc nứt. Cái răng sợi tóc là gốc con người đó con. Thưa mẹ ơi, mẹ để cho chị Phương Thành chải tóc giùm con cũng được mà. Ờ, bữa nào thì con Thành nó chải được, nhưng mà hôm nay mẹ muốn mẹ chải cho con. Nhưng con giao trước với mẹ điều này, trong khi chải tóc cho con đó, mẹ đừng có nói chuyện với chị Phương Thành nha mẹ. Ủa, sao lạ vậy? Bộ tụi bay có chuyện gì sao không cho tao hỏi nó? Nè nè nè, mấy lúc gần đây tụi bay kỳ lắm mà nghe không? Khi là con Phương Thành, lúc là con Xuân Tử, làm cho tao điên cả cái đầu lên, tao không biết gì trơn à. Sao kỳ vậy con? Dạ không phải, tại vì con sợ mẹ cứ nhắc hoài chuyện ngày xưa rồi mẹ khóc, làm cho mắt mẹ thêm đau nhức. Ờ, người mất ánh sáng thường thấy hồi tưởng là dị dàng. Mẹ cũng vậy, mẹ muốn được khóc một lần này để dặn dò con. Vậy chị Phương Thành ơi, chị đi mời bà con lên sớm đến biểu ban nhóm họ cho em nghe chị. Lẹ lẹ lên đi chị, lẹ lẹ lên đi. Vậy sao, chị đi nghe không? Mẹ ơi, con đi nghe mẹ. Ờ, đi đi con. Xuân Tử. Dạ. Đưa cái lượt cho mẹ. Ngồi xuống đi con. Mày đâu? Dạ con nè mẹ. Con biết không, từ lúc con thơ cho đến thời trổ mã con gái đó, mẹ được ngoại con chải tóc không biết bao nhiêu lần, mà lần nào thì mẹ cũng dậy nảy lên vậy. Rồi hôm nay mẹ lại ngồi chải tóc cho con, khiến mẹ nhớ thuở xưa, nhớ đến ngày mẹ sắp bước đi du ngoại, con ngồi ăn sầu suốt lặng mình đưa con với đôi tay điều gầy sống xoài mái tóc dài. Xóa dài buông theo sông núi, bao sợi tóc là bấy nhiêu tình thương. Xóa tóc mưa rồi mẹ đem xóa tóc con, đại mái tóc chân tiên lên đầu con. Hai sắc tóc giống nhau vì mẹ là giọt máu của bà ngoại. Hôm nay mẹ cũng sẽ trao lại đầu tóc mượn của mẹ cho con, như trao cả tấm đất và tấm lòng của mẹ. Con hãy giữ kỹ để bới tóc kinh tiên trong ngày cũng du quy xuất giá, và để nhớ bổn phận làm dâu với mẹ chồng. Mẹ quên sao, lần này sao đám cưới con sẽ cất bước về nhà chồng giá từ đời con gái, để làm tròn bổn phận mồ côi. Không có mẹ chồng, chính mẹ đừng gió ông, ta hãy làm cha của anh cô chồng. Đã có vợ từ lâu. Mẹ nhớ rồi mẹ quên. Bốn chỉ làm dâu với cha chồng, nhưng với chồng con cái non lửa mạnh lòng. Đây
Mẹ đã hình dung được nụ cười tươi như hoa của con sẽ nở trên môi sau khi con bới tóc. Dù không thấy được dòm trời mặt biển, mẹ cũng hãnh diện vì mẹ có một đứa con giống mẹ từ dứt dáng cho đến tánh tình. Lại trời cho mắt tôi sáng lại trước ngày cưới của con tôi. Mẹ, để con đưa mẹ vào trong nằm nghỉ nghe mẹ. Để mẹ đi nghỉ một chút. Mấy khi tấm lưới nó rách nhiều quá đi mẹ mò mẹ giá mệt hết sức vậy á. Tới nhà vợ mà rồi đó Tô Châu. Con ơi, hồi nãy cha mới thử sơ sơ mà bà gần chết rồi. Con ơi, con dán dùm cha, ai ngờ đâu dắt dối như vậy. Cô khổ quá cha ơi. Nhìn mặt con là cha hết tiền. Con ơi, con dán dùm cha. Cha, nếu cô không cưới được Xuân Tự, không mấy cô ở giá giống cha luôn đi. Đừng làm trái lực trời đất. Chứ ai đời cũng thương Xuân Tự mà bây giờ gì kỳ quá cha ơi. Kỳ cái gì mà kỳ. Cha đã nói với con, có nhiều cái đám cưới giờ chót không có cô dâu, bắt cô chị cô em vô thế, dầu đâu vô đó. Đây, người bạn của cha mấy năm trước cưới vợ cho con, khi bên đàn trai tới, cặp đàn cày đốt lên, hát dắt già cô dâu mất tích. Trong cái trường hợp đó bên trai phản đối kịch liệt, bên đàn gái quýnh qua chạy ra xe bếp, sách của chị đang giữa chén, mặt mày lo nghe tùm lum, vô mặc áo cưới vô đâu vô đó em vô. Nhưng mà cặp vợ chồng bất đắc dĩ đó có ở đời với nhau không cha? Ở đời với nhau không thì cha không biết, nhưng mà nó mới ở có 8 năm nó sinh 11 đứa con. Trời ơi, 8 năm 11 đứa nó làm gì hay dữ vậy cha? Phải nói là thằng đó nó giỏi chứ. 3 năm đầu 6 đứa, 5 năm sau mỗi năm sinh 1 là 11 đứa. Con vợ nó mới có bầu nữa là 11 đứa dữ đó, con thấy không? Cái cặp vợ chồng đâu có tính trước, nhưng mà nó ở với nhau thì cái nghĩa nó sanh ra cái tình nó sanh ra 11 đứa dưỡi con. Còn con Phương Thành là đứa con gái giỏi giang đảm đang, xứng đáng là vợ của con. Hồi xưa cha nói với cha là bạn thở sinh thời. Còn cái phần con Phương Thành, Xuân Tự, ba đứa bay sống chung với nhau từ hồi nhỏ vậy, lớn lên quấn quýt với nhau thì lại càng thương và hiểu với nhau hơn. Thương một người sao kỳ quá cha ơi. Nói vậy con Phương Thành mày không có thương nó sao? Không phải, tình thương của con Xuân Tử với Phương Thành khác với nhau mà cha. Cha đừng có hỏi khó con. Khó cái gì thì bây giờ má, anh tôi cho không chịu thì thôi bác đừng có ép. Con cũng không có chịu đâu. Con dán con ơi, dán con. Chị xui đâu? Mẹ con ngủ sao giọng á? Nói nhỏ nhỏ rồi nói lớn chị nghe chị chết còn mang quà nữa. Con có nói chuyện nó với Xuân Tử chưa? Dạ rồi. Đò, thấy không? Nhưng mà con thấy khó quá bác ơi. Đó Phương Thành em thấy không? Em thấy khó đó. Sao có dễ hờn giận anh Phương Thành? Anh từ chối chịu đám cưới em không có giận. Biết. Nhưng mà anh nói có ý không thương em. Em giận. Anh giận mà em còn tức nữa. Không phải anh nói anh không thương em Phương Thành không là. Không phải gì nữa. Anh nói thương một người kỳ quá cha ơi. Có nghĩa là anh thương Xuân Tự mà bác biểu thương em là kỳ quá chứ gì. Em nói thiệt, dầu gì thì em cùng Xuân Tử với anh đã chung sống với nhau từ thuở ấu thơ. Đó. Nếu anh không thương em như người vợ hứa hôn là Xuân Tử. Biết. Thì em phải thương em như là một đứa em gái đó. Chứ. Sao nói không thương? Đó. Em phải giận chứ. Đâu có, anh nói là thương em như em gái vậy mà Phương Thành. Anh có nói vậy đâu. Anh có nói thương anh em như... câu nào thương như em gái anh đâu. Anh có nói thương em như em anh gái mà. Anh với Phương Thành anh thương khác. Đó. Thương khác có nghĩa là sao? Thương khác có nghĩa là không thương. Cha. Con. Chết con rồi cha ơi. Chết cha rồi con ơi. Phương Thành ơi, thằng Tô Châu nó không nói vậy. Nó nói là nó thương con, nhưng mà không phải thương như tình yêu, tình vợ chồng với Xuân Tử, mà nó thương con như là tình em gái. Nhưng mà tại vì nó nói không giỏi giang, tổ cha mà tại mày nói không giỏi giang. Má đừng có bên ảnh. Bên nào? Chính bác còn hỏi nè. Hỏi gì? Bố với Phương Thành mày không thương nó sao mày? Trời ơi trời. Con nói thiệt á, dầu hèn cũng thể chứ,
Bộ con muốn chồng quýnh lắm sao để anh kia dễ con. Trời, anh đâu khi dễ, anh đâu phương thật. Thôi đừng có nói gì nữa, con không có chịu đâu. Con ơi, dán, dán con ơi, dán, dán con. Má, ơi, chắc anh Tô Châu nghĩ con như mấy đứa con gái bị người ta khinh bỉ là. Rồi sao thế đây? Muốn người ta không muốn xách cây dù đi xuống đi lên. Trời ơi, ham lấy chồng như thế khùng điên. Quên nghĩa quên nhân, quên những ân tình sâu nặng thiêng liêng, hấp tấp nhận đại nhân duyên. Phải hiểu cho con không hề so hơn tính thiệt, chủ tâm con muốn đời ta ân tình. Con ơi gặp biến mình phải tùng quyền, bất tin rằng bởi vì anh xin thề lòng chân thật của Tô Châu, anh không hề phụ bạc em đâu. Mày chân ra để tao hứa chuyện với Phương Thành, hai ngày nữa là tới ngày cưới rồi. Vậy thôi bác lên chùa bàn cùng Phương Tử, con không làm dâu. Trời ơi con ơi con. Chuyện này cũng phải lên chùa tìm Phương Tử mới được. Con phải lên chùa tìm Phương Tử mới được. Tô Châu, Tô Châu, mày lên chùa mà đứng ngoài vào đừng bước vô trong rắc rối nha Tô Châu. Trời ơi trời, chết tôi rồi trời. Hai ngày nữa làm đám cưới mà cô dâu đi tu. Trời ơi cái thân già tôi bầm dập hết trơn hết trời rồi. Tức quá trời quá. Phương Thành. Dạ. Làm biểu. Làm biểu. Xin lạ. Lại. Cứng đầu. Ngồi xuống. Cháu không dám. Lần đầu tiên bác nghiêm nghị mà cháu ngồi. Cháu càng không dám. Ngồi xuống. Cháu ngồi xuống. Ngồi đây nè. Phương Thành, từ trước tới giờ có khi nào bác lạc lộ hay nói nặng cho? Vì cháu run quá bác ơi. Đừng run, đừng sợ. Bác là bộ, bác là bộ bác nhạc cháu. Bác biểu cho một, để bác muốn nói cho một chuyện. Phương Thành, nghe cho rõ đây nè. Lần đầu tiên bác gọi cháu bằng tiếng con, cha đây nè. Cha mong mà dặn con vì tình sâu nghĩa trọng. Trời ơi bác ơi. Chị xui bây giờ như đèn dầu sắp cạn, sống gì xung tử cha. Cha ơi con hiểu ý cha rồi. Cha đâu buộc con phải vì Tô Châu, nhưng mà nghĩa tình đau nghẹn, con nên suy cạn mà sự chọn ân nhớ tình. Cha ơi nghe cha nói con vô cùng cảm xúc, con càng kính thương cha nuôi mà con sắp gọi cha. Dạy dỗ con suốt thời con trai, nay bị cảnh tình ngang trái xuân tử phải đi xa. Thương mẹ mỏi mòn đời ngày cưới gả con, không bằng lòng mặc áo cô nhân. Con bằng lòng. Nhưng cha ơi tình em duyên thì sao con nghe đau thương trong lòng. Nghe bác nói đi, đây không phải là một cuộc cháo hôn lừa đảo, mà là vì nghĩa anh, vì hiếu đạo. Phải làm sao cho người khổ là xuân tử, cho kẻ đau là xuân mẫu. Cho đứa con côi cúc Phương Thành được sống quy khỏa trong hạnh phúc, hay là trong cuộc sống tu hành.
cho đến lúc tàn hơi cha vẫn thấm thiết gọi con bằng hai tiếng Thương Thành. Làm sao cho hai ngày nữa Xuân Mẫu vui khi thấy con gái du quy, Xuân Tử vẹn tình cùng Tố Châu tổng chấn. Đứa con gái mồ côi được yên bề gia thất dưới người đã khuất, lời hứa ngày xưa nay đã được vẹn tình. Xuân Tử có ký thác cho con tâm sự, con hứa liều nhưng vẫn còn dùng dằn. Nay cha nói rõ nguồn cơn vì cái tình cái nghĩa của cha của mẹ của Xuân Tử nên con không bằng lòng. Không có băn khoăn gì hết đó, vậy đó. Ngoài vậy cha có định sao con nghe vậy? Dạ, ủa sao xuống màu khi không xuống màu sao vậy hả? Sao khóc một mày sao? Anh Tô Châu không thương được sao? Có lạnh lùng, có hắt hủi, có xua đuổi, có mắng chửi. Con không chịu được, con có ân hận gì hết hả cha? Đến cái điều đó cho bảo đảm, mai mốt con về bến mà nó mắng chửi con là cha đá nó chết mẹ nó liền. Đừng sợ. Anh Xui, tôi nghe tiếng anh là anh trở qua hồi nào vậy? Dạ mới qua. Anh đang nói chuyện với đứa nào vậy anh? Con Xuân Tử hay là con Phương Thành vậy anh? Dạ thưa, con Phương Thành. Ủa, còn con Xuân Tử nó đi đâu rồi vậy cả? Dạ nó mới đi mua cái giọng. Chi vậy anh? Dạ ba đứa nó ngủ nó nhỏ mà tôi nghe. Nó nói là còn hai ngày nữa tới ngày cưới, phải làm sao cho có cái giọng mới cho má em nằm. Nó nói vậy, nó chạy u đi mua. Tôi kêu Xuân Tử mà nó chạy luôn á. Con nhỏ này nó bày vẽ chi vậy không biết nữa. Nhiều chuyện lắm. Anh Xui à? Dạ. Anh giấu tôi chi vậy anh Xui? Dạ giấu gì? Tôi giận anh lắm. Dạ tôi xin lỗi chị. Cô Xuân Tử nó làm sao mà anh giấu tôi chứ? Trời, tôi lại chị mà chị Xui. Trời đất ơi, tôi cũng lại mà anh Xui anh đừng có giấu tôi. Mà tôi giấu chị cái gì, hồi nào ở đâu? Tôi nghe hết rồi, tôi biết hết rồi. Chị nghe cái gì, chị biết cái gì, hồi nào ở đâu? Ở đây nè, tại nhà đây nè. Ai nói? Anh nói. Tôi nói gì cho bà bắn tôi đi. Thôi, anh đừng có thề. Hư hết rồi. Hư. Ai hư? Dạ tôi hư. Cô Xuân Tử hư rồi. Dạ tôi hư. Trời ơi, không thấy đường mà nghe rõ quá trời. Trời ơi. Anh Xui ơi, anh mà giấu tôi là tôi chết liền. Trời ơi, chị chết là tôi chết theo đi chị Xui. Bình tĩnh chị Xui. Bình tĩnh chị Xui ơi. Tôi bình tĩnh, tôi ngồi vững để nghe anh nói. Anh nói đi. Tôi nói đi, ai giấu chị cái gì, hồi nào, ở đâu? Tôi biết mà, tôi biết là có chuyện mà. Chuyện gì? Chứ khi không hồi nãy sao bỗng dưng anh đòi quả ngày cưới? Bởi gì? Trong túi tâm tôi đếm từng ngày, đêm từng lần còn khuyết mỗi dần trăng, mà anh đòi quả ngày cưới tôi nghi là có chuyện chẳng lành. Nói đi con. Không phải đâu mẹ ơi, bác Hải Lâm muốn thư mẹ. Bác nói với con, với sức khỏe mẹ thế nào để hai ngày tới đây là đúng ngày rằm. Nếu mẹ không khỏe thì để bác liệu bác lo. Dạ hồi nãy tôi nói hư, không phải là tôi nói con Xuân Tử, mà tôi về con Phương Thành tôi sợ nó làm hư cái lượng. Nè tôi hỏi thiệt anh, chứ ngày rằm tới đây anh có quả ngày cưới không? Không nhất định là không. Anh Xui ơi, đám cưới nếu chẳng cử hành thì sao? Căn bệnh công lành không giật chết được tôi thì tôi cũng lấy dao vào đâm cổ tôi chết cho rồi. Đừng nói chết Xui lắm chị ơi, đừng nói chết Xui lắm chị. Nói vậy là không có chuyện gì hả anh Xui? Đâu có gì. Anh đừng có giấu tôi nghe. Đâu có giấu. Tôi xin lỗi anh đó. Ừ. Tôi tưởng anh giấu gì tôi. Vậy mà Xui gái làm Xui trai hết hồn. Thôi Xui trai thành thật, tha lỗi cho Xui gái đó. Anh đừng giận tôi nghe. Hồi nãy ba bác cháu tôi đưa tay lên thề, chị thấy không? Có thấy gì đâu. Phải chịu thấy được. Thôi giờ tôi lặp lại nha. Tôi đếm 1, 2, 3, mình cùng nói chắc chắn nha. Anh đếm đi. Nè, đếm nha. 1 1 2 3 chắc chắn. Cho ta bóng mát đời.
vào tổng trấn. Tiểu Ni có gì muốn nói với ta chăng? Sư mẫu truyền Tiểu Ni bẩm với tổng trấn, kẻ tu hành không dám phạm thượng, nhưng xin tổng trấn hãy thương mà tha thứ. Tiểu Ni nói đi. Thưa tổng trấn, có được phù dung tử như ngày hôm nay cũng là do công lao xây cất của tổng trấn. Chúng tôi không bao giờ quên ơn, nhưng lòng kẻ tu hành không đành lòng ngơ mắt nhìn thấy chuyện sát sanh ở trước cổng chùa. Sư mẫu phiền ta câu cá. Ta biết câu cá bắn chim là phạm giới sát sanh, nhưng Tiểu Ni hãy nhìn kìa, cá đã trắng câu lóc nhở mà ta có giật câu đâu. Tuy tổng trấn không giật câu, nhưng vẫn có cá không may bị mắc vào lưỡi câu. Nếu cá mắc vào lưỡi câu thì ta lại thả cá về ao sen. Ta đâu có sát sanh. Mô Phật, cá mắc câu tuy có sanh nhưng vẫn đau. Lời nói của Tiểu Ni sao mà thâm trầm quá. Tiểu Ni ơi, ta có thiết gì câu ca, lòng riêng mong đợi để thấy mặt một người. Mô Phật, sư mẫu truyền Tiểu Ni bẩm lại với tổng trấn, ngài có biết cứ mỗi lần ngài đến trước cổng chùa ngắm người nhắm từng cánh hoa phù dung là nghĩ cô Xuân Tử lại trở bệnh. Xuân Tử bệnh à? Sư mẫu kính xin với tổng trấn, ngài thương dùm cho Xuân Tử mà đừng đến nữa. Đừng đến nữa? Tại sao sư mẫu không hiểu cho ta? Ta yêu Xuân Tử, ta đến đây mong gặp nàng để thỏa lòng mong nhớ. Tại sao sư mẫu lại chăm ta? Tại sao sư mẫu lại chăm ta? Ôi quá tàn rồi quá nào, chung chùa nâng gian đồ, qua lóc trong lời chung, tình xuân đã tơ dương. Tuổi xuân đi đoan tổng trấn ơi, đây là
là bước qua buổi gặp gỡ đầu tiên. Ngài đã tạo nét đáng thanh một cô gái Hà Tiên thanh tu. Giờ xuân tử xin được trao tay gửi trả khách dương tôn để vui quên đời trong lớp áo nâu. Trời ơi, không phải ta, là do ta làm mưa. Đã làm theo ta thấy nổ hồ, dùng đàn nón sát cũng tươi mừng. Sân tử ơi, ta đến đây một lần sao vui để mong ta còn con gái tâm linh hồn và chàng trai núi Tô Châu. Em trả lại cho ta bức chân dung trên vuông lụa trắng. Đây là hình ảnh tuổi đời đẹp nét trinh nguyên. Vuông lụa trắng như hồ nàng trong trắng. Đã trắng yêu thương, nàng không muốn tình lụa vương. Tình em như lụa trắng như bài thơ không lời. Bức thơ thả xuống ao rồi, tình xuân chết mãi theo chung. Mô Phật, tiểu ni đã làm tròn lời người ký thác. Giờ tiểu ni xin lui. Xuân tử, một đoá phù dung gửi cổng chùa nhéo sầu tới ta bởi gió mưa. Người trồng hoa lại ngắt hoa tàn. Đoá phù dung một tiếng hồng nhan. Người đất Hà Tiên ghi nhớ mày một chuyện tình nhược phiên bằng tâm. Kính chào quan tổng trấn. Nhà ngươi là ai? Dạ bẩm quan tổng trấn, tổng trấn là vua cai trị xứ Hà Tiên này. Kẻ thần dân phải biết để hỏi chào cho phải phép. Còn tôi là người dân hèn hạ, thì tổng trấn phải biết làm gì cho bận tâm. Nhưng ta muốn biết thì tôi phải nói. Nói đi. Dạ bẩm, tôi phải nói gì? Hãy trả lời câu của ta mới hỏi. Dạ, tôi đã quên ngài hỏi gì rồi. Ngươi tên gì, ở đâu? Tôi tên Tô Châu, ở núi Tô Châu. Tô Châu? Có phải Tô Châu cùng với Xuân Tử? Vâng, tôi và Xuân Tử đã yêu nhau và đã cùng nhau thề nguyện đứng nước. Rồi bỗng đâu bị người ta bắt lên kiệu hoa đưa về chốn Vinh Đường lỡ làng.
lời ước thề bao sen. Rằm tháng giêng này tôi làm lễ cưới với ai đây? Nàng đã khoác áo nâu sầm, tôi một mình trơ trọi cô đơn. Ta xin tạ lỗi cô chồng, bởi vô tâm nên ta để mình hãy hiểu cho ta cũng giọng nát ruột. Khi nghe tiếng chuông như ai bành xé tầng cao. Và bẩm quan tổng trách, Xuân Tử có người mẹ đuôi mù quỳnh quạng. Xuân Tử như vậy thì làm sao dám cho bà biết? Trời ơi, như thế này tội của ta nặng lắm. Còn tôi đau khổ tưởng chừng như chết được, trong dạ, giấu trong lòng, đau lắm tổng trấn ơi. Lỡ rồi, ta chỉ còn biết xin lỗi nhà ngươi thôi. Và bẩm quan tổng trấn, tổng trấn là vua cai trị xứ Hà Tiên này, có lỗi tạ lỗi với dân đã đành lòng rồi. Còn người dân đen như tôi có lỗi tạ lỗi có được không? Và bẩm quan tổng trấn, cho tôi hỏi ngài một điều. Tô Châu cứ hỏi. Người dân đen có tội thì quan làng xử tội, quan làng có tội thì tổng trấn xử tội. Đúng. Còn tổng trấn là vua xứ Hà Tiên này có tội thì ai xử? Câu hỏi này đáng cho ta suy nghĩ lắm chứ. Vua có tội thì ai xử? Vua mà có tội thì dân xử. Dân thì làm sao dám xử tội vua? Vua mà có tội thì trời xử. Dạ bẩm, trời ở xa quá. Thôi ta biết ý của Tô Châu rồi. Phải, người trí giả phải biết tự xử lấy mình. Trời ở xa quá, trời ở xa. Cô gái đồng hồ nay đã là sứ nữ, lòng trần chưa bén mùi, lòng riêng thầm tính tháng giêng ngày rằm, lén đêm áo cưới màu xanh để mong nắng ấm trên cành hoa xưa. Cội phù dung áo phất phơ thoáng nghe trong gió sứ nữ, chuông mỏ nâu sầu quên gác chuyện trần duyên. Xuân tử ơi, Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật từ bi cho phép con được gọi tên thân mật của người vợ hứa hôn lần cuối cùng. Xuân tử ơi, chỉ còn 2 ngày nữa thôi là đúng ngày rằm, cũng là ngày cưới của hai ta rồi. Xuân tử ơi, mô Phật Thiện Nam ơi, đừng nói tình yêu và ngày cưới, khiến cho kẻ tu hành này không ngăn được dòng lệ đau thương. Xuân tử, hãy đừng quay lưng nhanh. Xuân tử ơi, mô Phật, Phật tổ từ bi ơi, xin giúp cho con nén cơn xúc động, lần chuỗi niệm Di Đà tình tột phải lánh xa. Xuân tử, anh đã tìm em lần cuối cùng cũng không được nữa sao? Xuân tử, mở cửa tôi vào đi. Xuân tử ơi, anh em
nhầm xuất tử đó. Tô Châu, áo cưới em treo trước cổng chùa, tình đầu trao trả lại người xưa, đời em như cảnh phục dung rồi trước cổng chùa. Lòng chẳng chút thương nhau, như trăng cây đêm trăng đầm đời thề huyền vẫn chưa mờ phai. Tôn tử ơi, mở cửa cho nhà đi tôn tử. Anh leo rào dặm tôn tử đừng tu chân. Lòng người tu hành đang kèm nước mắt, có thương phần mình gì đâu phải ly tan. Rơi đau cho chuyện thương thành ai chung muốn câu đồn thề mà nước non hạ tiên đức còn gì. Chắc lương tự ơi, chỉ còn hai ngày nữa tôi là ngày cưới của anh ta rồi. Tôn tự ơi, tôn tự còn lưu liên chi tìm đâu đấy không được thành tu, nào ai đành cô nhau đây chỉ là nghiệp quan. Tự ơi, sao em nỡ bỏ đi tu khi chung mỏ công phu có giúp em được lòng về cực lạc. Vui gì đâu khi em buộc anh phải thay luôn đổi phương, trong khi lòng anh vẫn còn tha thiết nhớ thương cô gái miệng ngoan đẹp nhất xóm Đông. Hai đứa từng chỉ uống tô nước mưa ôm ngọt để giao thề, rồi tới ngày đầm sau khi xong lễ cưới, anh thắp đèn trời cầu nguyện dây đấy nhé tôn tử ơi. Tới ngày đầm anh chẳng phải làm đám cưới để mẹ vui, đừng bên cô dâu mà tình chưa chốn mong. Tôn tử ơi, dù em có bị liệt chân hay là triệt tử, anh thề vẫn yêu em tròn vẹn thủy chung. Đừng nói yêu đương trước cổng chùa, nhắc lại nữa mối tình xưa. Bỏ đâu sòng thay áo cưới, anh đón em về tôn tử ơi. Anh Tô Châu, anh không thương em sao? Anh không thương mẹ em sao? Anh muốn là mẹ em sẽ chết trong ngày cưới, anh muốn là em sẽ chết trong ngày cưới, phải không? Tiếng chuông chùa dục trở lại đông hồ rước dâu. Người giàu tổng nghiệm nghĩ sao, cổng nghiệm chưa kịp tốt đâu đã cung tự quay lưng vào cửa Phật. Tô Châu trở bước xuống đông hồ, áo cưới dần treo trước cổng chùa, gió bài phất phới chuông chùa ngân vang. Cung tự, trời ơi, cô dâu đi tu mà ngày đầm chẳng phải làm đám cưới, tôi sẽ ngỡ ngàng đứng bên cô dâu mới, vì nhân nghĩa trái ngang làm khổ lụy cả ba người. Tương tự hết duyên hết nợ đặt thôi thế. Dù có ly tan chẳng phụ anh về tạo lập gia đình, hãy yêu thương thì phương.
thành như em. Xuân tử, về đi anh. Mẹ muốn đi trị bệnh mấy ngày nay, mẹ muốn có thuốc thang để đủ sức giữ đám cưới của em. Xuân Tử, em lúc này tân tao quá à. Còn chị thì da dẻ mặn mòi, gái miền biển mà em. Chị nhớ hồi đó ha, hai chị em mình gặp nhau thì thích nói chuyện con nít, chuyện thời con gái hồi xưa. Sao lần này em nín lặng?
Bộ đi tu đã không nhớ nhà nữa sao? Nhớ chứ, em nhớ nhiều lắm. Em nhớ nhất là cái bữa đi cúng chùa đó, hai chị em mình cùng bưng quả nét nè, cùng đeo kiềng bạc nè, cùng mặc đồ giống nhau nè, cùng ước nguyện cũng giống nhau nên nè. Chồng em, chồng chị cứ giống nhau, giống từ dốc dáng tới đi, giống luôn cái tính tình. Nhưng chị ơi, em có ngờ đâu lời nói chơi kia bỗng trở thành sự thật. Kể từ khi em bị bắt lên chiếc vòng qua để mãi mãi rời xa bên nước Đông. Tổng trấn không ngờ thương em là gieo tai họa, thôi em cũng đành đi số kiếp phù dung. Em về đây với chiếc áo cưới màu xanh, em muốn được tự tay em mặc khi chỉ trong ngày đám cưới. Phương Thành ơi, em nợ chị ơn sâu nghĩa nặng, chị đã thay em săn sóc mẹ già. Để em mặc luôn cho chị nha. Trời ơi, chị mặc vừa thiệt là vừa vậy đó. Xin tử ơi, ngoài Bắc Hải Lâm còn có bà con sống núi, sống đầu trên cũng như là sống dưới. Khi nói về anh Tô Châu, đường ở ý thế là người con trai chất phá thiên lâm. Ai cũng bao anh thương đối với con nhỏ Phương Thành. Nhưng nghĩ lại, chỉ là một cô gái nghèo côi cút, thưa thớt tính tình, lời nói ít có bãi. Cái sớm chạy chỉ biết thẻ khô bắt cá, đầu lắc đổi khăn lên tóc nắng mưa. Ngại anh chê chị là cô gái quê mùa, cưới về ba bữa anh lùi tù xa. Vẫn hồn nhiên như thời để chọn, nghe lời thành thà em thương chỉ biết bao nhiêu. Chỉ mồ côi cả làng đều nuôi dưỡng, riêng em có bao giờ xem chị thúc côi. Đi lễ chùa hai chị em mình cùng bưng quả nếp, khi cầu duyên cũng đều ước nguyện giống như nhau. Vì trai ngang ở chuyện trầu cau thì chỉ cứ coi lời em ước nguyện là em mong sao tình duyên của chị sớm được vun tròn. Vì hôn phu của em là chồng chị đó, anh Tô Châu thương chị bởi cái tâm thật thà. Chị thương em ấy chăm sóc mẹ già, một tương lai này em đã tạ ơn sâu. Chị Khương Tử, em làm cái gì kỳ vậy không biết nữa à? Em đừng có khóc, khóc mẹ về mẹ nghe. À, quên nữa, nghe chị dặn, một lát nữa mẹ về, em là Phương Thành, còn chị là Xuân Tử, nhớ nghe không? Ô đâu, thôi con đưa mẹ tới đây được rồi, không cần dẫn đâu mẹ nhiều mà. Con trả gì bẩn tin hay là mẹ nó về rồi nhá. Đi đi con, đi đi, không cần dẫn đâu, mẹ đi được mà. Nhà có tao, tao biết đường đi hết chứ. Tới được đây nè. Mẹ! Xuân Tử! Dạ, con nè mẹ. Con nè. Phương Thành. Con Phương Thành nó về chưa con? Dạ. Nó về chưa?
Mà rồi, dạ rồi. Mèn ơi, chị mang ba tao khô bự quá trời á. Chị Phương Thành, lẹ lên đi, mẹ mới hỏi chị kìa, lẹ lên đi. Vậy sao, mẹ hỏi chị hả? Mẹ ơi, con về nè mẹ. Phương Thành, con mới về đó hả? Vô đây con, tội nghiệp con quá đi. Con cực khổ với mẹ với em con nhiều quá. Mẹ cảm ơn con nhiều lắm. Trời ơi, có ăn thua gì đâu mẹ. Con lo đám cưới cho em con chứ, cực khổ có nỗi gì. Xuân Tử. Dạ. Con đâu? Dạ con nè mẹ. Con mặc áo cưới chưa? Dạ rồi. Đâu đưa mẹ rờ con? Màu xanh nước biển phải không con? Dạ. Phương Thành. Dạ. Tới đứng gần bên mẹ nè con, lại đây, lại đây. Chị Xui. Ủa, anh Xui đó hả? Trời ơi trời. Tội nghiệp nó quá anh ơi. Con Phương Thành, nó lo cho đám cưới của em đó. Nó đi mua nào là cao khô, cao tươi, chi không biết nữa. Mà tôi có ăn trầu là bao nhiêu ở đâu. Nó còn đi tuốt ở bên Hòn, nó mua xoài nữa chứ. Dạ chị nói em mua xoài. Con Phương Thành. Dạ. Nó đi mua xoài về lo cúng kiến cái đám cưới này nè. Dạ xài hò ngọt đâu thua gì xài hà tiết. Dạ. Anh Xui ơi. Dạ. Anh qua hôm nay chắc không còn hồi đám cưới nữa phải không anh? Trời ơi, bữa đó tôi nói chơi mà chị Xui nhắc ngoại chị Xui. Ủa anh qua sớm vậy à, không có bển đi lo cho con cháu sao? Trời ơi, bên đằng ca nó dọn dẹp lắm á, nó lo xong hết rồi. Vậy bên chị đơn chiếc, tôi qua tôi phụ giùm. Với lại tôi định qua đây tôi gặp trước. Ai? Ảnh. Anh nào? Trên bàn thờ. Ủa ông nhà tôi đó hả? Dạ. Vậy mà tôi tưởng. Vậy chị tưởng chi? Tôi tưởng anh muốn gặp ai. Dạ thưa không, đời tôi không gặp ai hết. Dạ. Anh muốn cúng kiến ông nhà tôi trước phải không? Dạ. Vậy để tôi biểu sách nhỏ nó bày biện lên. Chị khỏi lo, tôi lo xong hết rồi. Trước khi đám cưới cử hành, tôi muốn nói chuyện với anh. Vậy chị hãy chịu khó bước vào trong, khi nào tôi tế xong chị hãy bước ra. Ủa sao kỳ vậy anh? Dạ. Anh muốn cúng tế ông nhà tôi mà tôi phải lánh mặt sao? Dạ tại vì tôi mắc cỡ. Thôi xin phép anh cho tôi ngồi đây được không? Dạ chị muốn ngồi đây. Dạ. Dạ chị cứ tự nhiên. Dạ. Xin phép anh nghe. Dạ. Chị ngồi xuống đây. Chị ngồi xuống đây chị nghe tôi tâm tình với anh. Dạ. Dạ xin phép chị cho tôi được bắt đầu hành lễ. Dạ thưa anh, tôi là thằng thợ rừng bạc mạng, anh là dân biển một nhà nho lỡ dẫn, thế nên không cần sự sắp đặt hẳn hoài. Vậy anh hãy lắng tai mà nghe tôi nói. Hồi trước anh còn sống, mình thường ngồi dưới tàn cây cổ thụ hai bên dưỡng lưới để mà nhâm nhi. Bây giờ anh chết, tôi xin phép được ngồi ngang bàn thờ anh, hương khói sẽ ghi mùi tưởng niệm để cho tôi nhắc chuyện ngày xưa. Anh Xui ơi, anh Xui à, đây là bầu vũ rừng hở trước, này là hai con chim rừng tôi nướng, đây là cổng ngò tôi hái. Vì hồi trước mỗi lần anh uống rượu với tôi, anh cầm con bể bán bánh bò đi ngang, anh thường hát câu hát quê tình, thò tay nhắc ngõ ngò thương em đứt ruột cứ giả đò ngó lơ. Nhắc chị hồi nhỏ chị nghe chị đừng ghen nghe chị. Vui mà. Dạ, vui. Nhưng mà từ ngày anh phải lòng chị, anh không còn hát câu hát đâu. Nhưng mà tôi vẫn thích anh, mỗi lần anh xé thịt chim, chăm môi tiêu, nếp chung rượu, anh gõ dịp anh hát dặn. Muối bạc liêu mặn tình, cố thổ tiêu hà tiên nồng dị thâm giao. Dù dừng nào khác vũ đạo, nhìn trong bọt vũ tôi chào đón anh vô xuôi. Chung nữa nghe anh Xui. Vô, vô, vô. Anh Xui ơi, nhưng mà rồi anh chết, anh bỏ lại một mình tôi. Đôi khi tôi ngồi tôi buồn, tôi than trời trách đất,
tại sao tôi lại mất một người bạn thân yêu? Tại sao? Tổ mẹ. Anh Thôi ơi, bộ anh sai vậy anh Thôi? Dạ chưa sai, chưa sai. Xin lỗi xui thì xui, tôi bậy bạ. Anh Xui ơi, người hiền phụ của anh, tuy bù là bóng quen, vẫn thương anh, nhớ anh mỗi lần đốt nhang khiêu chồng trước bà linh dị. Còn tôi, thằng bạn của anh, vẫn thương anh, vẫn nhớ anh. Vậy hôm nay ngày cướp của đôi trẻ, tôi không biết làm thơ, nhưng tôi cũng xin phép được làm hai câu thơ để tế anh. Thơ dần: trăng dầm trăng sáng quá trời, thương anh đứt ruột, anh ơi, anh ơi. Anh Xui ơi, thơ anh làm nghe buồn quá hả? Đa tạ hiền tỷ quá khen. Anh Xui, hồi trước anh còn sống, anh hứa với tôi với gì, anh nhớ không anh Xui? Nếu tôi chết trước thì anh phải thay tôi mà lo bề gia thất cho hai con Xuân Tử và Tố Châu. Còn nếu tôi chết trước thì tôi thay anh mà lo cho hai đứa nó. Nhưng anh chết trước thì tôi phải lo cho hai đứa nó. Dạ, kính thưa chị Xui. Dạ. Bây giờ nay tôi sợ tôi không sống tới ngày giặc tháng giêng. Như vậy là thất tính với người chết, mà thất tính với người chết còn đắc tội hơn với người sống. Nhưng tôi rất mừng là tôi còn sống tới ngày vui đôi trẻ. Anh Xui. Dạ. Để thay mặt chồng tôi tri ân người bạn quý, tôi xin quỳ dưới chân anh. Chị Xui, mới đang nói mấy câu. Mới nói cái chị Xui. Đưa vô cho chị nằm giống. Nó dầu sức đi. Nghe. Coi chừng đó. Thôi. Con. Bao nhiêu chuyện cho chú sĩ già. Cha dặn xếp xong mới dùng. Chút xíu nữa đám cưới cử hành của nhớ. Bình tĩnh nghe chưa? Bình tĩnh. Sao cha không về lo cho đàn trai? Cha lo xong hết rồi. Ơ kìa, đàn trai tôi. Đàn la. Bước ra. Rồi xong. Đàn trai đàn gái đủ mặt. Bây giờ, trời ơi, dầu dĩ hoài. Nghe đây, bây giờ khi nào tôi... Trời ơi, cười lên giùm tôi cái ông nội ơi. Chú dễ cô dâu đủ mặt, bây giờ nghe đây. Khi nào tôi đốt cặp đèn, chú dễ cô dâu bước tới lại bàn thờ tổ tiên. Sau đó giờ mắt hai họ, bây giờ bắt đầu đốt cặp đèn. Anh chờ tôi giây lát đi anh, tôi có mặt liền đây. Chờ ngại chút, chờ ngại. Anh Xui. Áo kìa. Anh thấy tôi đàng hoàng không anh? Phải nói rằng hôm nay chị Xui rất đẹp. Yểu điệu dịu dàng với chiếc áo màu tím hoa chính nữ. Đây nè, tôi còn đủ sức đứng ra gả con gái tôi cho con trai của anh mặc. Dạ. Anh chờ tôi một chút nha. Dạ, chú dễ phụ ơi. Lại dốc vụ đi, dốc vụ ba lên. Ê trời ơi, trời. Tôi nghĩ tôi yêu cầu cho nó không chịu cầu vô. Chú dễ phụ chứ mà vô dưới tùm lum. Nên nó phải dễ phụ đến thì chú phi rồi. Nói xui mà không nghe. Dạ, kính thưa chị Xui. Dạ. Dạ, kính thưa hai họ. Hôm nay là ngày vui đôi trẻ, chị Xui hãy uống chung rượu này. Ý, tôi đâu có biết có rượu anh Xui. Thôi thì kiến lại anh chung rượu này, anh uống đi anh Xui. Chị kiến lại tôi. Dạ. Cảm ơn chị Xui. Xin tử. Dạ. Tô Châu, một lát hai con ra mộ của cha con, đem rượu cưới này mà rưới lên mộ ổng cho quá mộ phần nha ông con. Dưới điều ha. Ừ, đốt cho mẹ ba cái nhang đi con. Chị Xui ơi. Dạ. Chị không thấy đường, tôi xin phép được giới thiệu. Bữa nay đứa nào cũng đẹp, đứa mặc áo xanh, đứa mặc áo vàng, đứa mặc áo đỏ. Vậy ha anh, đẹp quá ha. Ủa mà đứa nào bằng áo đỏ vậy anh? Dạ kính thưa chị Xui, đứa mặc áo đỏ đó là em. Ủa anh hả? Dạ. Vậy mà tôi tưởng đứa nào? Dạ đâu có đứa nào con. Xin lỗi anh, xin lỗi nha. Trời ơi, đám cưới này tôi mừng quá, bởi vì tôi trông qua cho mau. Trời ơi. Ông ơi. Ơi, ủa trời ơi. Hôm nay là ngày đám cưới của con. Vậy chính anh ơi. Ông ơi về đây mà chứng giám nha. Chứng giùm tôi anh ơi, khổ lắm anh ơi. Chết anh ơi, chứng giùm tôi lần anh ơi. Anh Xui à? Dạ. Tôi nghĩ tuy tôi chỉ có một lần đẻ con Xuân Tử. Dạ. Nhưng mà tôi có tới hai đứa con gái lần phải không anh Xui? Phải có chừng câu nói này. Dạ đúng, chị có tới hai đứa con gái. Con Phương Thành đứa con gái đáng thương, chị nuôi nó từ nhỏ, mến tay mến chân tụi con nó như là con ruột. Có đúng vậy không con Xuân Tử? Dạ, dạ đúng mẹ à. Tô Châu. Dạ. Con có thấy con Phương Thành nó đúng là con của mẹ không con? Dạ, dạ đúng. Phương Thành. Dạ.
Con có nhận con là con ruột của mẹ không con? Kìa mẹ, sao mẹ lại hỏi con như vậy? Con lúc nào cũng vẫn là con của mẹ mà. Anh Xuân à? Qua mặt. À, xin lỗi, tôi lớn tiếng. Anh có thấy trong cái đám cưới này con Phương Thành là cái đứa đáng thương nhất phải không anh? Nhưng con Phương Thành đứa con gái đáng thương, bởi vậy sau đám cưới này tôi sẽ lo cho nó yên bề gia thất. Mọi việc gì nó cũng đều gánh vác cho con em của nó hết trơn. Anh có thấy anh thương đâu anh? Vậy sao chị hỏi vậy? Tôi xem nó như là con ruột. Tôi yên bụng rồi. Dạ tôi cũng yên bụng rồi. Khói hương đã bay ngào ngạt, ông ấy đã về trong hương khói. Nhang thơm quá. Bây giờ đứng giữa khói hương linh hiển này, tôi xin hỏi mọi người ở đây, có ai giấu tôi điều gì không? Sao lại chị Xuôi hỏi kỳ? Chị Xuôi không kỳ đâu anh Xuôi, tôi mù mà. Mẹ, mọi người ở đây, nhất là con Xuân Tự, Tô Châu, Phương Thành, có bằng lòng cho tôi đứng ra tôi gả con gái của tôi không? Bằng lòng. Ủa, Tô Châu với Phương Thành đâu mà anh không để nó trả lời tôi vậy anh Xuôi? Dạ thưa chị Xuôi, hôm nay tôi thấy đầu óc chị Xuôi hơi lộn xộn. Đang ly gia chị Xuôi phải nói là Tô Châu Xuân Tự, tại sao lại chị lại nói là Tô Châu Phương Thành? Không có lộn xộn đâu anh Xuôi ơi, tôi tỉnh lắm mà. Tôi nghe rõ ràng. Nhưng mà con Phương Thành nó cũng là con của tôi kia mà. Tôi biết rồi nhưng mà... Thôi xin anh để đó cho tôi. Xuân Tự. Dạ. Con đâu? Dạ con nè mẹ. Con đã mặc áo cưới rồi phải không con? Dạ. Màu xanh nước biển phải không con? Dạ. Đẹp lắm. Còn nhỏ kia đâu? Con nhỏ kia đâu? Tôi
bác hiếu cho con. Nhà ta nghèo nhưng dáng sắc son, nhất phiến băng tâm mẹ vui con tròn biết giá. Hương Thành, con đã vì mẹ mà gánh giá làm gió. Dù con với cô châu tình yêu chưa đủ chín, mẹ hiểu bụng con cảm ơn mẹ. Cô thương mẹ quá mẹ ơi. Chị Xui, cô chị giận tôi sao chị không nói tôi tiếng nào hả chị Xui? Đây là chuyện của tụi nhỏ mà. Dạ cảm ơn chị. Đứng lên đi con. Mẹ ơi, lúc ngày đám cưới con có lên chùa tìm sư tử. Sư tử đã quyết tâm nghề chuông món tu hành. Trong cảnh này đến con nghĩ mà con thương mến Phương Thành. Đàn ông con trai có đổi thay cũng không bị thiệt, con gái lỡ làng tội nghiệp lắm mẹ. Hôm nay là ngày rằm tháng giêng cũng là ngày đám cưới. Con gia bà Hải Lâm thương mẹ thương con mà thú xếp. Con năn nỉ chị Phương Thành bắt biểu anh Tô Châu. Mẹ ơi, mẹ phải ráng vui cho đến lúc rước dâu, phải làm cho mẹ trọn vui trong ngày đám cưới. Ôi mẹ vui lắm. Mẹ tin con đã du quy, không ngờ con đã quy lâu rồi. Xuân Tử, mẹ hãnh diện vì con bởi bốn chữ nhật phiên băng tâm. Giờ mẹ muốn vui khi nhìn thấy cô Phương Thành nó yên gia. Đây mẹ tin con đã du quy, dẫu rằng xuân tử quý lâu rồi. Dạ cô quan tổng trắng tới. Kính chào tất cả mọi người, hôm nay ta nghe đám cưới của hai họ Tô Phương nên ta đến đây xin phép xuân mẫu cho ta được giọng bái trước bàn. Ôi một căn nhà đạm bạc nhưng chưa đầy những tấm lòng vàng, ta xin xuân mẫu tha lỗi cho ta. Ta xin xuân tử tha tội cho ta. Nhất phiến băng tâm, từ đây người đất Hà Tiên sẽ ghi nhớ mãi một chuyện tình nhất phiến băng tâm. Mẹ, lại mẹ con đi. Con đi sao con? Con đi nha mẹ. Trăng rằm đã đúng tháng giêng, nghĩa nhân vẹn vẻ nợ duyên đã tròn.